Trâm My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần. Thưa quý vị, Mỹ sắp nâng cấp độ khó của bài thi quốc tịch, tức là chặng đường cuối cùng trên nguyên một cuộc hành trình của một người nhập cư tiến tới có quốc tịch để trở thành công dân Mỹ. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đề nghị một số có sự thay đổi, một số nội dung phải chỉnh sửa, cải tiến hơn, nâng cấp hơn và tăng cái độ khó của bài thi này hơn. Thì những cái chỉnh sửa đó được đề nghị vừa rồi đó, thì nó sẽ sắp sửa được áp dụng mà không biết thời gian cụ thể là sẽ áp dụng khi nào, và cái việc thực thi đó nó sẽ áp dụng cho toàn quốc đó, có những cái sự biệt lệ nào đối với những cá nhân, những đối tượng nào hay không, và như vậy thì chừng nào áp dụng thực tế trên toàn quốc. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay với luật sư di trú Phong Phạm. Xin chào luật sư, cảm ơn anh trở lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị Trà My và cảm ơn quý vị đã trở lại. Xin chào quý vị và cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Dạ, mình nói tới bài thi quốc tịch là một cái chủ đề rất là quen thuộc đối với những người nhập cư tới Mỹ. Sau cái thẻ xanh là một chiếc vé mà rất nhiều người mong muốn được tới Mỹ định cư, thì ai cũng mong muốn là có được cái tấm thẻ quốc tịch Hoa Kỳ để chính thức trở thành công dân Mỹ. Và cái con đường mà trở thành công dân Mỹ của mỗi người mỗi khác nhau, những điều kiện cũng khác nhau, thời gian, tiền bạc, vân vân đều khác nhau hết. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói chung ngày hôm nay giới thiệu đến cái bài thi quốc tịch mà người ta hay nghe nói là N400, thưa luật sư Khanh. Thì trước khi nói về những cái chỉnh sửa thay đổi sắp tới đây, thì xin hỏi về cái tiểu sử về cái bài thi này một chút xíu. Tức là nghe nói về bài thi quốc tịch lâu lắm rồi mà không biết nó ra đời khi nào, lịch sử của nó như thế nào, vì sao nó có cái bài thi này, dạ, và xuất xứ nguồn gốc ra sao, thưa luật sư Khanh. Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì cái bài thi quốc tịch nằm ngay đây á, cái lịch sử của nó có rất lâu rồi. Nó có từ bắt đầu nhờ những năm 1790 tới bây giờ. Nhưng mà hồi xưa là lúc mà bên Mỹ đưa ra những cái điều thi về quốc tịch đó, thì họ cho phép những cái người quan tòa, tại vì hồi xưa không có cái bộ phận sở di trú ngay như bây giờ, mà coi như là những cái ngài quan tòa tại vì tại cái những cái nơi quận hạt mà họ đang ở, họ có quyền để mà họ cho những cái người muốn nhập tịch Mỹ trở thành công dân Mỹ, và họ sẽ có những câu hỏi cá nhân, nhưng mà nó sẽ không có phải là một cái câu những câu hỏi đồng bộ. Thì tới đâu nguyên cả cái thế kỷ từ 1800 tới 1900 á, thì cái lịch sử rằng là những người quan tòa này họ sẽ hỏi những cái câu hỏi mà nó không phải là tập trung lại chỗ, họ sẽ hỏi tùy theo cái sở thích của họ, và vấn đề những cái người mà thi mà đậu được hay không sẽ cũng tùy theo những cái ngày quan tòa đó luôn. Và lịch sử không có giữ lại những cái record đó, có nghĩa là những cái cuộc thi đó như thế nào không ai biết tới cả, tại vì mình chỉ biết là hồi xưa nó truyền xuống như vậy, mình không biết câu hỏi, mình cũng không biết như thế nào. Thì tới bắt đầu năm 1905 á, có nghĩa là đầu thế kỷ 20 á, thì bên sở di trú, lúc đó cũng chưa có sở di trú, nhưng mà bên chính phủ Mỹ á, thì họ lại bắt đầu họ nói rằng là ok, muốn đưa ra những cái câu hỏi để mà loại ra những cái người mà không đáng giá để mà ở bên Mỹ, giống như những người nào mà Khanh, xin lỗi nếu mà Khanh dùng từ nó hơi xúc phạm một chút nhé, những người nào thiếu cận, có nghĩa là họ không đầy đủ thông minh hoặc là họ không có ăn học đó, thì bên chính phủ Mỹ ngay lúc đó ngay muốn đặt những câu hỏi này để mà loại những người đó ra, hoặc là những người ta không biết gì về địa lý, về lịch sử của Mỹ như thế nào. Thì mãi 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 tới năm 1986, có nghĩa là lúc Khanh mới 6 tuổi thôi, thì ngay lúc đó cái cuộc thi hiện tại bây giờ, có nghĩa là 100 câu hỏi, nó mới bắt đầu nó lộ diện. Thì năm 1986 thì Sở Di trú lúc đó họ mới đưa ra một cái bài test standardized, có nghĩa là cuộc thi tiêu chuẩn đó, và trong cái tiêu chuẩn đó có 100 câu hỏi. Và tới năm 2008 thì có nghĩa rằng là gần 22 năm sau đó, thì Sở Di trú họ lại chỉnh sửa lại, họ đặt hình là đổi lại một cái 100 câu hỏi một lần nữa. Và cái bài thi đó hiện tại bây giờ là những cái bài thi mà những người đang xin nhập tịch bây giờ sẽ thi. Và quý vị nhớ là lúc mà 2019 đó, là ngài Trump có muốn đổi cái câu hỏi đó, là thay vì 100 câu hỏi bây giờ ngài đẩy lên thành 140 mấy, 150 mấy câu hỏi, và những người mà đi thi phải trả lời thêm 20 câu hỏi thay vì thông thường 10. Thì bây giờ là sau khi ngài Biden tại vì thắng cử, thì ngài Biden đã nói bỏ cái cuộc thi đó đi, mình quay ngược về cái cuộc thi 2008, có nghĩa rằng là vẫn là 100 câu hỏi và mỗi người sẽ trả lời 10 câu hỏi tiếp.
Thì đó, tóm tắt lại lịch sử của bên cuộc thi N400 về cái vấn đề lịch sử và về cái vấn đề tiếng Anh là nó là tóm tắt lại trong vòng 5 phút là như vậy. Thưa anh, hồi nãy anh có nói là cái tiểu sử của bài thi quốc tịch này nó có từ 1700, từ những năm 1700. 1790. Nhưng mà xa xưa như vậy thì cái lúc đó cái lý do gì có cái bài thi này, nó có qua một cái đạo luật nào hay là nó có một cái sự kiện nào mà khiến cho người ta phải quyết định là có một cái bài thi quốc tịch để chấp nhận một người trở thành công dân Mỹ? Theo những gì mà Khanh đã học và hiểu biết và về lịch sử thì ngay lúc đó những cái người coi như là tại vì ở Mỹ họ muốn rằng là những cái người mà muốn nhập tịch Mỹ thì phải có một cái chút hiểu biết về cái vấn đề cái quốc gia của Mỹ, mà quốc gia Mỹ mới được thành lập cũng không có lâu trước đó, nhưng mà những cái người tại vì ngay lúc đó họ muốn rằng là họ muốn, tại vì quý vị nên nhớ Mỹ hồi xưa là một cái nơi mà rất nhiều người khác từ nước châu Âu họ qua họ định cư, và sau khi Mỹ lại thắng cái quyền độc lập từ Anh đó, thì Mỹ lại nói rằng là bây giờ chúng tôi lập một cái đế quốc mới và chúng tôi muốn những người nào mà thành công dân đế quốc này thì phải hiểu biết về cái đế quốc này. Nên vì vậy ngay những năm giống như Khanh nói, cái tiền lệ để mà thi cử về cho cái N400 để mà thành cái N400 sau này mới có, nhưng mà Khanh chỉ nói cái tiền lệ để mà sau những người này họ thi cử để mà họ làm được trở thành người công dân Mỹ nó đã có từ rất lâu rồi. Bởi vì những cái người Khanh sẽ từ dùng cái từ là founding father, có nghĩa những người cha đẻ ra cái nước Mỹ này, họ muốn rằng là những cái người trở thành công dân Mỹ phải biết về lịch sử của Mỹ và phải biết cái gì mà những cái người đi trước đã trả giá để cho cái đế quốc Mỹ ngày hôm đó. Thì từ đó về sau là những người những cái câu hỏi và những cuộc thi nó được thay đổi, giống như Khanh nói, bởi vì những cái vị quan tòa mà chủ trì những cuộc thi này và không có một cái gì là coi như là chính thống cả, chỉ tới bắt đầu mà sở di trú được thành lập và luật di trú được đưa ra năm 1952 và sở di trú được thành lập từ năm đó tới năm 86 mới có cái giống như Khanh nói hồi nãy là cái 100 câu hỏi đầu tiên, và tới bây giờ thì quý vị vẫn còn dựa trong 100 câu hỏi nhưng mà được chỉnh bởi vì năm 2008. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Như vậy có thể hiểu cái nguồn gốc của cái bài thi quốc tịch là vì là nước Mỹ vốn dĩ là một cái quốc gia của di dân, do những cái người dân nhập cư từ các nơi đổ về đây sinh sống, những cái làn sóng di dân đầu tiên đó là chủ yếu từ châu Âu. Và để mà thử thách những người di dân, những người nhập cư này có hiểu biết về cái lịch sử thành lập quốc gia này hay không, thì người ta có ý tưởng lập nên một cái bài thi để trước khi trở thành công dân thì quý vị phải thi cái bài thi quốc tịch này để mà thử thách, trắc nghiệm cái độ hiểu biết của quý vị về lịch sử lập quốc nước Mỹ ra sao, cũng như là thử thách cái trình độ tiếng Anh vốn là cái ngôn ngữ chính ở nước Mỹ đó, thì quý vị có đủ cái ngôn ngữ để mà sử dụng. Tức là muốn trở thành một công dân nước nào, dĩ nhiên phải biết được cái ngôn ngữ của nước đó. Thì cái bài thi này bây giờ tới nay đã trải qua mấy trăm năm tuổi rồi đó, thưa luật sư Khanh. Thì bây giờ xin hỏi cái nội dung chính của cái bài thi này gồm mấy phần, và những phần đó là gồm những phần cụ thể như thế nào? Hiện tại ví dụ nếu mà quý vị đi điền đơn N400 và quý vị đi thi thì nó sẽ bao gồm coi như là bốn phần. Một đó là cái lịch sử cá nhân của quý vị, có nghĩa rằng là họ sẽ đi qua những cái nội dung trong cái đơn N400 của quý vị. Phần thứ hai á, là họ sẽ hỏi về cái lịch sử của Mỹ và cái đó là cái 100 câu hỏi. 100 câu hỏi đó trong đó thông thường trước khi quý vị lại gặp cái người phỏng vấn đó, thì họ đã chọn ra 10 câu hỏi từ trong 100 câu hỏi đó, và mình sẽ không biết họ chọn câu hỏi gì tại vì nó sẽ rất là theo một cái sự tự nhiên họ chọn thôi. Và trong cái 10 câu hỏi đó mình phải trả lời ít nhất là 6 câu hỏi đúng để mà mình coi như được đậu cái phần đó. Và cái phần kế tiếp là gọi là cái phần writing and reading. Khanh gom hai cái đó thành một writing, thì họ sẽ nói rằng là họ sẽ cho mình đọc một cái câu. Cái đó là cái phần reading, họ nói là ok đọc cái câu này đi, phát âm câu này đi. Rồi xong họ sẽ một khi mình viết xuống rồi đó, xong họ họ sẽ phát âm, họ sẽ nói cho mình một cái câu, họ nói là giống như ví dụ là July 4 is Independence Day, họ sẽ nói câu đó, họ nói mình viết cái đó xuống. Xong họ sẽ nói chỉ vào cái câu, họ nói đọc cái câu này đi. Thì tới lúc đó mình phải phát âm lại. Thì và một khi mình viết được và mình phát âm lại được thì có nghĩa là mình sẽ coi như là đậu được cái phần writing and reading luôn, có nghĩa là bốn phần đó, có nghĩa là lý lịch cá nhân của cái Như lịch vậy sử thì của. bây giờ cái bài thi N400 tính cho tới thời điểm này vẫn gồm 4 phần. Thứ nhất là về cái lý lịch cá nhân. Thứ hai là về cái lịch sử nước Mỹ gồm 100 câu hỏi, mà trong đó người ta chỉ hỏi 10 câu trong số 100 câu mà mình đã được biết, đã được học sẵn. Rồi sau đó là tới phần thi đọc và thi viết ngôn ngữ Đúng không? chính, tức là ngôn ngữ tiếng Anh. Đó là cái bài thi quốc tịch N400 mà quý vị thường nghe nói, nó có 4 phần, chủ yếu là nó trắc nghiệm cái sự hiểu biết của mình về lịch sử nước Mỹ và cái sự hiểu biết của mình về ngôn ngữ tiếng Anh, đọc và viết.
nhưng mà ở Mỹ dĩ nhiên chỉ không chỉ là đọc và viết mà quan trọng là phải nghe và nói nữa, thì như vậy cho nên thấy hơi thiếu. Mà chắc cũng vì cái lý do thấy hơi thiếu đó cho nên là có cái đề nghị là bổ sung chỉnh sửa cái bài thi này, nâng cấp nó hơn, khó hơn. Thì không biết trong cái phần nâng cấp khó hơn này có nghe nói đọc viết luôn tất cả hay không, sẽ cùng tìm hiểu với luật sư Thanh trong chốc lát nữa đây. Nhưng mà lúc này Trà My xin 1 giây để nhắc quý vị là tất cả những thắc mắc của quý vị về di trú Hoa Kỳ xin để trong phần bình luận về chương trình đang diễn ra trực tiếp, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trực tiếp trong lúc mà chúng ta đang trao đổi tương tác trực tiếp trên livestream VOA tiếng Việt ở trên Facebook của Đài Voa hoặc là VOA tiếng Việt video ở YouTube của Đài Voa. Thưa luật sư Khanh, cái bài thi mà quốc tịch Mỹ đó thì là đã có một cái lịch sử thăng trầm, là có khi nó bị đẩy lên khó hơn rồi sau đó nó lại trở lại như nguyên trạng vị trí cũ, tức là có lúc đã từng được đề nghị là khó hơn, nhưng mà cái đề nghị khó hơn đó nó từng xảy ra hay chưa, hay là mới chỉ ở cái mức đề nghị mà thôi, và nếu như mà nó đã từng diễn ra rồi thì nó có xáo trộn gì không? Cái đề nghị đó được ngài cựu tổng thống Donald Trump đưa ra vào những năm đầu năm 2020, nhưng mà thực tế là cái đề nghị đó là bị ngài Biden, là sau khi ông đắc cử ông xóa liền, ông không có nói Nhưng mà áp dụng. nó đã áp dụng chưa trước khi nó bị xóa? Có được áp dụng trong một cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà sau đó là bị đẩy lại rồi theo cái tình trạng cũ từ năm 2008. Có được Thì áp trong cái dụng. thời gian mà nó áp dụng trong thời gian ngắn ngủi đó luật sư Khanh, thì nó có xảy ra cái sự xáo trộn kiện tụng gì không, hay là cái số người rất cao hơn không, nhà chuyện gì đã xảy ra trong lúc Cái đó là bên sở di trú họ không đâu có đưa ra cái sự thống kê đó, nhưng mà kiện tụng thì có bên có những cái người mà bên làm luật sư bên cho di trú, có nghĩa là bên AL họ đưa ra sự kiện tụng, họ nói là ngài Trump không có quyền để mà chỉnh sửa cái này liền như vậy. Thì cũng giống như những cái việc mà ngài Trump đưa ra trong cái lúc mà ông tại vì tổng thống mà ông đưa ra để chỉnh sửa về di trú, thì ông đưa ra một thời gian sau ai cũng đi kiện nói là ông vượt quyền hoặc là cái này nó không đúng. Thì một khi kiện rồi, cho dù cái sự kiện tụng nó đi tới đâu hay không, thì ngay lúc đó là quan tòa liên bang sẽ nói là cái lệnh này phải tạm ngừng, không được áp dụng. Nên vì vậy lúc mà ngài Trump đưa ra cái cải tạo về cái vấn đề tăng lên câu hỏi và bắt trả lời 20 câu thay vì 10 á, thì thực tế ra rằng là chỉ một cái thời gian rất là ngắn là được áp dụng, sau đó kiện là bắt ngưng lại liền, và một khi ngưng thì có nghĩa là phải quay về cái phiên bản cũ. Thế thì bây giờ với cái đề nghị mới của sở di trú này thì nó có giống với lại cái chuyện đã xảy ra dưới thời cựu tổng thống Donald Trump hay không? Ồ, thưa chị và thưa quý vị, không, nó không giống chút nào. Mà nếu mà Khanh, những thông tin mà Khanh được thu thập được đó, là nó lại khó hơn nữa chứ không phải là nó dễ. Tại vì đối với Khoan khoan những khoan, gì trước khi mình nói về những cái đề nghị cụ thể là nó khó hơn thế nào đó, Trà My đang hỏi là cái chuyện chỉnh sửa cho nó khó hơn này, liệu nó sẽ gặp kiện tụng khó khăn và nó cũng sẽ bị đình lại không thực hiện được giống như dưới thời cựu tổng thống Donald Trump hay không? Tại vì cái thời của ông Trump là do ông đề nghị thì ông bị kiện tụng, nhưng mà cái thời này lúc này nó không phải là ông tổng thống Biden đề nghị thì mọi chuyện nó có khác đi hay không đó, Trà My thắc mắc chỗ đó. À, cái này cũng là một cái bộ phận của bên ngài Biden đề nghị, chứ không phải là ngài Biden không đề nghị. Bởi vì thông thường á, là để mà thay đổi những cái vấn đề này á, một là bên mình Chính phải quyền. đưa ra cái luật mới, không có nghĩa là mình phải đưa ra luật mới và luật mới phải qua hạ nghị viện và thượng nghị viện rồi xong mới tới tổng thống. Nhưng mà thông thường những cái này thì mình không có qua luật mới, nhưng mà mình sẽ qua những cái người mình nắm đầu của bên Chính quyền USCIS đó. á. Không phải là chính quyền nữa chị, mà coi như là những cái người nắm đầu USCIS hoặc là người tổng Thưa luật thống. sư Khanh, cho mình nghĩ rằng là cái sở di trú đó là nó là một cơ quan của chính quyền chứ, nó nằm bên cái Đúng, nhánh nhưng mà vấn đề dạ đúng, nhưng mà vấn đề là cái USCIS nó có hai vấn đề. Một là cái người nắm đầu của nó là cái ông Mayorkas á, ông là người cho làm chủ trách nhiệm của bên USCIS thì. Nhưng ổng có thể tự đưa ra những cái sự cải tạo, và nếu mà ổng làm đúng theo cái luật đó là có nghĩa ổng vẫn phải đưa ra cho cộng đồng để mà lấy, trước hết ổng sẽ publish trong cái Federal Register, có nghĩa rằng là ổng nói là bây giờ ổng muốn cải tạo cái này, và sau đó ổng phải đưa ra cộng đồng cho cộng đồng đóng lấy góp ý ý kiến, dân. và xong sau đó nếu mà cộng đồng góp ý kiến xong, sau một thời gian ổng có thể ổng đưa vào để mà áp dụng. Thì thay vì ngài tổng thống làm, ổng có thể làm, nhưng mà thực tế là ổng này được ngài tổng thống đề nghị vào ngồi cái chỗ đó. Nên có nhiều lúc đó, giống như ngài Trump sẽ tự nói là tôi bắt buộc phải làm như vậy, và sau đó ông đẩy chỉ thị xuống cho những người khác làm. Còn nếu mà ví dụ ngay lúc này á, thì ngài Biden không có nói là tôi làm, nhưng mà ngài Biden lại để cho ông Mayorkas nói là bên sở di trú là họ muốn cải tạo lại. Nhưng cái đó nó cũng không khác gì với ngài tổng thống đồng ý là cho những người này làm này. Nên vì vậy cái tầm nhìn đó nó hơi khác một chút, nhưng mà thực tế ra là nó cũng không khác gì với ngài Trump cả. Nhưng mà đối với ngài Trump á,
Thì hồi xưa có nhiều người ta cãi là như vậy. Lúc mà ngài Trump để cho cái người tại vị bên sở di trú vào ngồi cái chức vị cao á, thì họ ngay lúc đó cái quá trình đó họ làm không đúng. Nên vì vậy những cái gì mà cái người mà ở tại vị ngay lúc đó họ làm á không đúng với luật, bởi vì họ không đáng được ngồi cái ghế đó ngay lúc đó. Nhưng mà ngay lúc này cái ngài Mayorkas ổng ngồi vào, ổng làm đúng y hệt theo quy trình luôn. Nên vì vậy ví dụ bây giờ ông có đưa ra những cái cải tạo về di trú này này, ông bỏ vào Federal Register rồi xong ông lấy ý kiến xong rồi đâu đó ông mới bắt đầu áp dụng, thì thực tế ra rằng là kiện có thể kiện được, nhưng mà vấn đề về kiện để mà thắng hay không có thể cái cơ hội đó rất là ít, bởi vì một ông không có vượt quá cái phạm cái quyền lực của ông khi ông đưa ra những cái cải tạo này, và cái thứ hai ông là người có quyền có phép để mà đưa ra cái này nữa, chứ không phải là giống như cái người ngài hồi xưa. Tại vì ngày hồi xưa là ngài Trump cứ pick để vào ngồi vào, nhưng mà nó có một cái quy trình nó phải cho cái người đó đi như thế nào để trước khi họ ngồi tại vị. Thì nên để trả lời câu hỏi của chị á, thì Khanh phải giải thích nguyên cái lòng vòng lèo vèo như vậy. Tại vì ví dụ mình nói có thể bị kiện không, có thể chứ, rất là có thể bị kiện luôn, nhưng vấn đề rằng là cái một khi kiện nó thắng hay thua là nó sẽ tùy theo cái vấn đề là họ kiện trên cái lý do gì. Nếu họ kiện trên cái lý do là cái ngài tại vì họ không có quyền, thì thực tế ngay lúc đó cái lý do sẽ không có phải là một cái vấn đề nữa. Còn nếu mà họ kiện là cái ngài tại vì họ đã vượt quá cái quyền của họ, hoặc cái test này nó coi như nó quá không có nghĩa lý, thì cái đó là phải để cho quan tòa quyết định. Bởi vì tại vì quý vị biết á, là một khi mình những người này họ đưa ra những cái bài thi này, họ cũng phải gom góp ý kiến, họ cũng phải thử, họ phải thử trước đã, họ có coi cái mức định là coi như người ta đậu là như thế nào trước khi họ đưa ra áp dụng. Tại vì nếu mà nó quá khó hoặc là nó quá hằn học mà nó làm khó dễ người thi á, thì chắc chắn là cái cơ hội kiện bên kia kiện thắng rất là cao. Nên vậy họ phải có một cái sự cân bằng trong cái lúc mà họ làm bài thi, họ chỉnh sửa cái bài thi như thế nào, họ phải thử trước đã, rồi xong sau đó họ mới đưa ra. Và nếu mà họ làm những quá trình như vậy thì cho dù bị kiện, cái cơ hội mà cái cuộc kiện tụng nó thắng cũng rất là khó. Nên đó là cái cách mà Khanh lý giải cho cái vấn đề là chị hỏi là có thể bị kiện hay như thế này như thế nào không. Cái thắc mắc này là để giải thích cho nhiều người, tại vì người ta đã từng thấy có cái sự chỉnh sửa nâng cấp khó hơn Dạ đúng rồi rồi. nhưng mà sau đó bị kiện rồi ngưng, thì liệu lần này có vậy nữa không, hay là lần này có vẻ là sửa là khó luôn đó, không ai đụng chạm gì được, không ai thay đổi gì được nữa, để sau cái triển vọng nó sẽ như thế nào, thì mình sẽ hiểu cái bản chất của từng cái coi vụ việc như thế nào, để mình biết rằng là cái lần sửa này nó mang tính chất như thế nào, và nó có được gọi là có cái tính thực thi áp dụng nó mạnh hơn hay không. Thì như luật sư Khanh nói, tất cả những cái quy trình mà phải đi qua trước khi có một cái sự thay đổi đó là nó phải theo đúng phép tắc, nguyên tắc rõ ràng. Với là lần này cũng như vậy, tức là một cái người đưa ra cái đề xuất đó, tức là sở di trú, cái đề xuất đó phải được đưa vào cái công báo để mà tất cả mọi người góp ý vào đó, tức là nói nôm na như kiểu Việt Nam là lấy ý dân đó, thì lấy ý dân mà dân chấp thuận rồi thì mới bắt đầu áp dụng, chứ không phải là tự đưa ra rồi áp dụng liền thì dân sẽ kiện. Tuy nhiên có cái chuyện lấy ý dân rồi, nhưng mà cũng có cái chuyện là làm thử một thời gian để xem coi là nó lợi hay hại, nó có bị trục trặc trở ngại gì không, hay là nó có quá đáng hay không, rồi thử thời gian thấy được rồi thì mới làm thiệt. Thì bây giờ xin hỏi với cái đề nghị lúc này đó, thì họ định thử lúc nào, lấy ý dân vào thời gian nào, và thời gian nào là họ dự kiến là sẽ làm thiệt đối với cái độ khó sắp tới của bài thi quốc tịch, thưa luật sư? À, thưa chị, để trước khi Khanh trả lời đó thì Khanh muốn đính chính lại cái ngài mà tại vị của bên sở di trú không phải là ngài Michael Mayorkas nữa rồi, ông Khanh quên mất là cái ngài mới là tên là Yoram Mendoza Jadu nhé. Ông đó là cái ngài tại vị về coi như là nắm quyền hết qua sở di trú ngay lúc này, ông là cái người director của bên USCIS đó. Nên hồi nãy Khanh nói Mayorkas là sai, nên Khanh muốn Khanh muốn chỉnh lại cái vấn đề đó. Rồi Giám xong đốc bây giờ sở để di mà trú và nhập chăm tịch sóc sở Mỹ. di trú, dạ đúng rồi. Thì bây giờ là cái mà dự định để cái thay đổi mới á, thì nó có hai phần. Cái phần đầu tiên á, là bây giờ bên sở di trú họ sẽ nói ra họ cái ý định họ muốn thay đổi là như vậy. Họ sẽ đưa cho quý vị một cái bức hình và quý vị phải dùng tiếng Anh để mô tả cái bức hình đó như thế nào. Giống như ví dụ họ đưa cho quý vị một cái tấm hình của Khanh đi dạo trong cái công viên đi chẳng hạn, và trong vòng của Khanh có thể đi với con của Khanh á, thì họ sẽ đưa ra họ nói bây giờ quý vị dùng tiếng Anh nhé, quý vị phải coi như là Mô tả. kể cho tôi, mô tả cho tôi cái hình này nó như thế nào, và sau đó mình phải dùng tiếng Anh để mình nói chuyện, để mình giải thích cho họ cái vấn đề trong cái hình này như thế nào. Nó rất là khác
Tại vì vấn đề để mà mình mô tả được cái tấm hình mà mình không biết họ sẽ chọn tấm hình nào, có thể là họ chọn bất kỳ tấm hình nào cũng được. Và để mà mình biết cái đó thì cái phần nắm tiếng Anh của mình có phải là hơn cái từ là bắt đầu rồi, có nghĩa là phải là theo Khanh nghĩ thôi, thì nó Từ phải trung là cấp trở hơn lên trung cấp trở lên đó. để mình nắm được mỗi cái mô hình để, và tiếng để mình nói chuyện. Thay vì trước đây mình không có cần phải mô tả gì cả, mình phải học nhớ bài của mình, xong mình học nhớ cái lịch sử và mình học nhớ vài câu thì sau đó là đơn giản rồi. Còn đây họ đưa ra tấm hình họ hỏi thì từ lúc đó mình lại bắt đầu mình phải dùng những cái từ ngữ mình biết để mình mô tả ra câu việc, cái sự việc nó xảy ra trong tấm hình đó. Cái đó là cái sự chỉnh sửa đầu tiên họ muốn làm. Cái thứ hai á, là thay vì cái 10 câu hỏi họ hỏi ra và quý vị chỉ cho một câu trả lời thôi, thì bây giờ họ muốn chỉnh sửa lại rằng họ sẽ cho cái từ gọi là multiple choice, có nghĩa là mỗi câu hỏi họ sẽ đưa ra 4 5 giải đáp, giải án khác nhau và quý vị chọn một trong những 4 5 giải đáp đó. Có nghĩa rằng là ví dụ một câu hỏi thì quý vị phải biết hết những gì liên quan tới câu hỏi đó để mà quý vị trả lời. Giống như một cái ví dụ họ đưa ra là họ nói là ok, nước Mỹ đã có tham dự vào những chiến tranh nào trong năm 1900 1900 1900, có nghĩa là thế kỷ 19 á. Thì ngay lúc đó mình sẽ biết rằng là trong cái câu hỏi 100 câu hỏi nó sẽ nói cho mình bốn giải đáp, mình chỉ cần trả lời một thôi. Nhưng mà ví dụ trong cái test mới này này, họ sẽ cho ra 5 cái câu giải đáp. 4 câu giải đáp sẽ là sai, một câu giải đáp sẽ là đúng, và họ nói mình chọn sai, có nghĩa mình sai cho dù mình biết cái câu trả lời như thế nào. Thì đó là một cái sự khó khăn cho những cái ví dụ mà cái sự thay đổi này được áp dụng á, nó sẽ là À, khó tức khăn là cho trước tôi. đây á, là học 100 câu, với 100 câu đó là có 100 câu trả lời học thuộc rồi, và vô người ta hỏi cái câu À đáp không án chị, bổ sung. à, cái 100 câu hỏi này á, mỗi câu hỏi có thể có 5 tới 10 cái đáp án. Nhưng mà mình chỉ cần trả lời đúng một cái thôi thì có nghĩa là mình đậu câu đó rồi. Nhưng bây giờ họ sẽ làm cái kiểu multiple choice, là giống như ví dụ họ đưa ra một câu hỏi đó, họ sẽ đưa A, trong cái B, tờ C, giấy D. nó có A, B, C, D, I, 5 cái đáp án khác nhau. Mình chọn đúng một cái trong đó thôi, nếu mình chọn sai thì mình bị sai. Thay vì mình nói ra và mình biết cái câu hỏi đó như thế nào và mình nói ra, thì bây giờ họ bắt mình phải ngồi đó mình chọn, và ví dụ mình chọn sai thì mình bị sai. Thì cái giống như quý vị biết rồi, quý vị nào đã học cái đơn N400 và đã được thi và đã biết cái về vấn đề lịch sử thì đơn giản lắm. Giống như họ hỏi một câu hỏi, họ nói là giống như là when was the Declaration of Independence adopted, thì mình có cái ngày luôn và xong. Nhưng mà theo cái đề án mới này này thì họ sẽ đưa ra 5 ngày khác nhau và mình phải tự chọn một. Thì có vài câu hỏi thì cái trả lời nó chỉ có một cách trả lời thôi, nhưng mà có nhiều câu hỏi nó có nhiều cái bộ phận khác nhau. Giống như câu hỏi rằng là có một câu hỏi trong N400 họ nói là name a cabinet level position, có nghĩa là cho một cái coi như là Vị trí trong nội các. vị trí trong nội các á, thì mình có thể nói là Secretary of Defense or Secretary of Commerce hoặc cái gì đó. Nhưng ví dụ Bộ họ đưa ra trưởng bốn năm cái đáp án, họ cho mình 5 đáp án và bốn cái đáp án bị sai, chỉ có một đáp án trúng, thì tới lúc đó mình sẽ loạn. Thì nên vì vậy khi tức mà là Khanh thay thấy vì cái là hỏi đáp thì bây giờ là hỏi và năm cái sự đáp, chọn một trong năm, mỗi một đúng rồi câu hỏi có năm sự lựa chọn đó thì phải đúng suy rồi, nghĩ phân tích và và nó hơi năm cái rối sự lựa rắm. chọn đó thì bốn cái sự lựa chọn là sai, một cái đúng. Chứ thay vì họ ví dụ họ cho mình ba cái đúng trong đó đi thì cũng không sao, nhưng mà thực tế họ sẽ cho mình bốn cái sai một cái đúng và mình chỉ biết cái đúng thôi. Có nghĩa là mình phải đọc hết. Thay vì trước đây ví dụ một câu hỏi có 5 câu trả lời thì mình nghe câu hỏi đó mình chỉ nhớ đúng một câu trả lời, mình trả lời cái đó được rồi, cho dù nó có 5 đáp án khác nhau. Nhưng bây giờ một câu hỏi có thể có 5 cái đáp án, nhưng trong 5 đáp án đó 4 đáp án sai. Có nghĩa là lúc mà mình học bài mình phải nhớ hết nội dung, chứ không có thể vì Nhớ hết thay vì năm đáp nhớ chọn án. lọc. Câu đúng rồi, mình phải nhớ hết 5 đáp án chứ mình không có thể nào nhớ chọn lọc theo một đáp án một rồi xong mình cứ trả lời. Đó. Dạ đúng rồi, tại vì nếu mà một câu hỏi mà nhớ đúng cái đáp án đúng rồi ra người ta cho năm đáp án thì bị quán. Ra Đúng một rồi. câu hỏi bây giờ phải nhớ đúng năm cái đáp án, sai nhiều, đúng nhiều chỗ nào, A, B, C, D sai Đúng là rồi, phải để nhớ mình nhiều biết hơn cái nha. nào đúng để mà để mình ví dụ mình có Phân thể loại loại. ra những cái sai kia ra, đúng rồi, đó. Rồi, tức là cái thể thức bài thi sẽ là A, B, C, D lựa chọn, gọi là thi trắc nghiệm, cái đó không biết tiếng Việt gọi là gì ta, trắc nghiệm lựa chọn. Theo theo sự lựa chọn á, Khanh cũng Dạ không biết rồi. tiếng Việt. Dạ rồi, đó là hai hai cái sự chỉnh sửa. Còn sự chỉnh sửa nào nữa không về À, cái phần? hiện tại bây giờ họ chỉ nói ra hai cái sự chỉnh sửa đó thôi, nhưng mà cái mà Khanh lo nhất á
là cái vấn đề về mô tả cái bức hình, hoặc là Tức mô tả là cái cái đó là thuộc về cái phần trắc nghiệm tiếng Anh đó, thì lúc nãy Trâm nói trước nay là nó chỉ có là đọc và viết thôi, đọc chứ và bây giờ viết đưa một đúng. cái bức hình mà kêu mô mô tả như vậy là trắc nghiệm luôn cái khả năng nói nữa, khả năng nói mà không chỉ là nói cơ bản chào hỏi xã giao À, mà phải đủ khả để năng. mà mô tả cái sự việc này nó như thế nào, và không mình không có thể nào nói một hai câu được, tại vì có thể dùng cái hình đó mà họ hỏi vài thêm vài câu, tại bây giờ họ chưa có nói về chi tiết về vấn đề họ sẽ làm gì với cái mô tả đó, họ chỉ nói rằng là à, họ có thể đưa hình để mà cho quý vị mô tả thôi, họ sẽ không có nói là ồ họ có thể hỏi bao câu bao nhiêu câu để quý vị phải mô tả, hoặc là quý vị phải mô tả bao nhiêu cho mới đủ, thì cái đó là chưa có chi tiết. Bây giờ bên sở di trú chỉ đưa ra những cái thông tin về những cái sự cải tạo họ muốn, nhưng mà vấn đề là họ cải tạo như thế nào thì ngay lúc này mình chưa biết, mình chỉ biết là hai cái họ muốn cải tạo hai cái đó, còn về vấn đề chi tiết hơn nữa thì mình chưa nắm biết được. Và ví dụ một khi họ áp dụng cái sự cải tạo đó và họ đòi mình mô tả như thế nào thì mình chưa biết, nên vì vậy mình sẽ theo dõi cái này để mà, tại vì cái này Khanh cũng rất là lo, ví dụ cho những bác lớn tuổi á thì những bác này thông thường chỉ học đủ để nhớ để mà trả lời, nhưng bây giờ bác đi mô tả thì Khanh rất là sợ bác làm không được. Những người lớn Đổi tuổi, đổi những cái người phần mà học đủ để nhớ thì cũng khó hơn rồi đó, nhớ cũng nhiều hơn khó, rồi rất đó. là khó. Dạ đúng rồi. Riêng cái phần mà phải mô tả đó thì Trầm My nghĩ rằng là nó không chỉ ảnh hưởng tới người lớn tuổi mà người trẻ tuổi cũng vậy, tức là những người mà nhập cư vào nước Mỹ đó, họ không có dùng cái ngôn ngữ cái tiếng Anh không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, dùng để xã giao giao tiếp, hỏi thời tiết, hỏi sức khỏe, hỏi bình thường thì được, chứ còn một cái Cái mà mô tả đối với những tức người là trẻ tuổi thì Khanh Khanh cái đó Khanh bắt buộc là họ phải biết, nhưng mà cái mà Khanh chỉ ngại là cho những bác lớn tuổi hoặc là những vị tại nào vì mà khi mà lớn tuổi. kêu mô tả đó là không những là phải có được cái khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát mà còn phải có cái vốn từ ngữ nó cũng dồi dào, tức là đòi hỏi một cái sự là quý vị đã nhuần nhuyễn trong cái chuyện nói chuyện tiếng Anh hàng ngày như là một cái ngôn ngữ sử dụng trong đời sống hàng ngày của quý vị rồi thì quý vị mới lên được cái cấp độ đó, chứ còn Dạ nhìn vô đúng mà rồi. mô tả thì nó rất là khó khăn. Thậm chí Dạ các đúng. du học sinh tới đây học tập á, mà đưa một bức tranh kêu mô tả chắc là cũng là lúng túng đó chứ không phải không đâu. Thành ra là đây là một cái cấp độ khó, thì không biết là với cái cấp độ khó được đề nghị bây giờ khó hơn lần trước đó, khó hơn lời thời của cựu tổng thống Donald Trump nữa, thì có gặp cái sự đa chiều ý kiến như thế nào không, thưa luật sư Khanh, có bên nào ủng hộ bên nào phản đối như thế nào chưa? À thì thưa chị, hiện tại bây giờ thì chưa có ai có đóng góp gì ý kiến cả, bởi vì đây là những cái thông tin mà sở di trú họ muốn họ đưa ra, họ nói là muốn cải tạo lại thôi, nhưng mà họ chưa có đưa ra cụ thể họ sẽ cải tạo như thế nào, họ cũng chưa đưa ra cái cụ thể cái bài thi như thế nào, nên bây giờ họ cũng chưa có lấy ý kiến của mình, và cho dù mình muốn đóng góp ý kiến của mình ngay lúc này nó cũng vô dụng, bởi vì thực tế là mình chưa có đầy đủ thông tin. Và bên sở di trú họ cũng, có nghĩa là cái từ bên Mỹ họ đang dùng ở từ filler, có nghĩa họ đưa ra để coi cái Thăm bình dò luận, ý kiến họ đúng thăm không? dò ý kiến của bình luận của cái cộng đồng như thế nào, họ cộng đồng có đồng ý cái sự thay đổi này hay không, hoặc là ví dụ bây giờ cộng đồng họ nói là ô ô đừng 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 thì chúng tôi sẽ quay ngược lại, chúng tôi chỉnh sửa lại như thế nào để trước khi chúng tôi đưa ra cái bài toán cụ thể. Thì ngay lúc này Khanh nghĩ là sở di trú đang làm cái đi đang đi bước đó thôi, có nghĩa họ đang thăm dò thôi. Và theo cái sự thăm dò của anh trong giới luật sư di trú nói riêng thôi đó, là cái giới mà thực sự tiếp xúc với cái bài thi quốc tịch này nhiều và với những người nhập cư thi quốc tịch nhiều đó, thì anh thấy cái phản ứng của giới luật sư di trú như thế nào? À, bên di trú thì Khanh cũng chưa có nghe họ nói gì cả, bởi vì nguyên những cái người như Khanh á, thông thường tụi Khanh phải thấy những gì cụ thể tụi Khanh mới bắt đầu đóng góp ý kiến được. Tại vì nếu mà, tại vì phần lớn của những người luật sư di trú họ không phải là policy maker, họ không có đi làm những cái coi như là đưa ra những cái điều lệ mới, hoặc họ cũng không có đụng tới về cái vấn đề chỉnh sửa luật gì quá. Họ chỉ biết là một khi có cái nào đưa ra và bắt đầu áp dụng, họ mới bắt đầu họ nhìn vào, họ coi rằng là ok cái lỗ hổng ở đâu và làm sao để mình phải sửa cái lỗ hổng đó, hoặc là làm sao để mình đạt được những gì mình có thể đạt được với những cái chi tiết được đưa ra. Thì ngay lúc này giống như ví dụ như hôm qua chị Trà My đưa Khanh cái chủ đề ngày hôm nay, thì Khanh mới nói ủa có à, tại vì nguyên cái đám luật sư di trú trong những cái hội nhóm họ không, họ chưa bao giờ nhắc tới cái này luôn, họ cũng không nói về tới cái này, nhưng mà thông thường á, tới một khi được đưa ra áp dụng á, tới lúc đó là mọi người mới bắt đầu nhảy vào để mà
đóng góp ý kiến trong những nhóm đó để làm sao để mình khắc phục cái vấn đề, hoặc để làm sao để mà mình giúp đỡ thân chủ của mình tốt nhất có thể. Ngay lúc này Tại lúc thì này trên thông tin nó còn mới mẻ quá, dạ đúng mới rồi. vừa ra lò thôi. Dạ, và như vậy thì giới luật sư di trú chưa có phản ứng gì rõ ràng, tại vì thông tin còn mới. Nhưng mà cái giới quan chức đó, những cái người mà phía bên kia của câu chuyện đó, thì họ nói rằng là đã tới lúc phải chỉnh sửa, nâng cấp cái bài thi này, là vì đã 15 năm rồi, cứ theo một quá trình 15 năm thì họ muốn cải tiến hơn, và họ cũng muốn có một cái sự xứng đáng, tức là những người mà trở thành công dân Mỹ thì phải nói được tiếng Mỹ lưu loát, phải hiểu biết được tiếng Mỹ thâm sâu, chứ không phải ở cái mức mà học thuộc lòng rồi nói vài câu cơ bản khỏe không rồi tôi khỏe vậy thôi, là chưa đủ là Cái một cái này bài. nó thực tế ra nó cũng sẽ có một cái vấn đề của nó, tại vì giờ Khanh cũng đồng ý với cái tầm nhìn của bên chính quyền thôi, nhưng vấn đề là mình đặt ra những cái những người nào mà lớn tuổi rồi họ qua đây họ định cư, khi họ đã quá một cái tuổi mà coi như họ có thể hấp thụ lại, họ có thể đi học, thì cái này sẽ tạo một cái sự khó cho họ, bởi vì để mà cho những người này đi mô tả sự việc và như thế nào đó sẽ rất là khó. Bởi vì quý vị biết là có nhiều gia đình bảo lãnh, ví dụ ông bà sáu mấy 70 tuổi mới qua Mỹ, thì những ngày đó có không thể nào mà mình không có cơ hội để cho những ngày đó mà trở thành quốc tịch Mỹ, đúng không? Công dân Mỹ. Tại vì có nhiều lúc những ngày đó qua ở nhà cũng không có đi đâu, cũng không có dùng tiếng Anh gì nhiều, thì làm sao họ có đủ cái khả năng để họ mô tả những cái chi tiết mới. Những cái bài học giống như 100 câu hỏi, Khanh biết luôn là những vị nào mà đã học có nhiều lúc họ bỏ ra 6 tới 9 tháng gần năm họ học, họ mới đủ cái sự can đảm và đủ cái sự nhớ để họ đi thi. Mà cái đó là đối với Khanh nó rất là đơn giản. Khanh may là Khanh đi học ở bên này, có đi qua trường học và Khanh làm cái này rất là nhiều nên Khanh nhớ. Nhưng mà vấn đề là ví dụ những vị nào mà chưa bao giờ học tiếng Anh, cũng chưa bao giờ nói tiếng Anh nhiều, mà đủ điều kiện đi nhập tịch rồi chứ thiếu vấn đề học lịch sử và hơi biết chút tiếng Anh. Có nhiều người người ta phải bỏ ra hơn 1 năm để mà họ bắt đầu họ đi học những cái lớp đào tạo cho về cái cuộc thi này, và họ phải học bài, họ phải nhờ về nhà con cháu trong nhà thử test họ như thế nào. Đó rất là khó cho những bác lớn tuổi. Khanh thì Khanh không có vấn đề gì về cho những giới trẻ tuổi hoặc là trung lưu, bởi vì thực tế những vị đó có thể học được, nhưng mà Khanh chỉ lo cho những bác nào lớn tuổi qua đây thôi. Tại vì Và cái ý kiến lập luận ngược lại đó là cái gì nó cũng có cái sự xứng đáng của nó. Nếu quý vị muốn đạt cái mục tiêu đó, quý vị phải bỏ công bỏ sức thì mới đạt được, chứ dễ quá thì đâu có còn ý nghĩa gì nữa. Một cái bài thi quá dễ thì khỏi thi cho rồi. Rồi người ta nói trời ơi thi mà thử thách khó quá vậy là không công bằng hay gì, thì thôi quý vị hỏi thấy khó quá quý vị đừng thi. Nó có rất là nhiều ý kiến đa chiều, ai biểu quý vị thi chi rồi khó rồi than. Cái sự khó này là tôi muốn thử thách cái người hoàn toàn xứng đáng thì tôi mới nhận vào làm người Mỹ chẳng hạn. Rất là nhiều ý kiến, nhưng mà không biết là ý kiến nào nó sẽ hợp lý, nó sẽ thỏa đáng hơn, thì nó có một cái sự tranh luận. Khi mà ra ý kiến dân đóng góp rồi thì tranh luận xong rồi người ta sẽ chỉnh sửa, điều chỉnh lại, điều tiết lại cho nó du di nhất có có thể nhiều cho lúc tôi. họ đưa ra cái sự đóng góp ý kiến đó là thực tế là chỉ làm cho có bài bản thôi chị, chứ không phải họ sẽ thu nhập ý kiến đó họ chỉnh sửa. Tại vì giống như chị nhớ không, Nhưng những mà đó phản là đối quá thì sao? Phản đối nhiều quá phản thì đối đâu quá có. họ vẫn có thể đi, họ vẫn có thể đưa ra tiếp, họ nói là ok chúng tôi thu thập ý kiến, chúng tôi biết hết rồi, nhưng chúng tôi làm đúng cái luật thôi. Tại vì cái vấn đề lúc mà cái Federal Register, cái luật đòi hỏi là lúc mà mình đưa ra những cái sự cải tạo này ra cộng đồng để cho đóng góp ý kiến đó, thực tế ra là họ trong cái luật không có nói rằng là quý vị phải cân nhắc ý kiến của những người đóng góp và thay đổi nó, mà mình chỉ cần đưa ra để cho cộng đồng đóng góp ý kiến thôi. Cộng đồng đóng góp như thế nào cái đó phải là vấn đề của cộng đồng, còn về vấn đề mình bắt Pháp buộc luật mình không phải có bắt sửa buộc hay mình không, phải. không bắt buộc mình có thể áp dụng y hệt như những gì mình đã đưa ra, cho dù cộng đồng phản ngược lại 100% mình vẫn có thể áp dụng được, bởi vì cái đóng góp ý kiến chỉ là một cái từ nó gọi là prerequisite, có nghĩa là một cái sự đòi hỏi, mà cái Tiền sự đòi hỏi lệ. đó tiền lệ nó không, mà cái đòi hỏi đó không có đồng nghĩa rằng là mình phải chạy theo cái ý kiến đó. Như vậy thì cái lúc đó sẽ có câu trả lời là ai biểu quý vị thi thì gắng chịu đúng không? Thi Chắc vậy chị khó ạ, thì chắc là sẽ khó thì là la thì thôi đừng thi, tại vì tôi đâu ép chắc quý vị thi đâu đúng không? Không ai ép quý vị thi để trở không. thành công dân Mỹ cả. Quý vị nào có mong muốn đó, cho đó là nguyện vọng cá nhân của quý vị, thì quý vị phải đánh đổi cho nó xứng đáng, thì đó cũng hợp lý. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi tiếp cái chuyện mà những cái bước thay đổi này nè, nó sẽ chừng nào đưa ra ý dân, rồi chừng nào làm thử. Nó phải có một thời gian làm thử nữa, rồi chừng nào làm thiệt, thưa luật sư Khanh. Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì cái này á, nếu mà có áp dụng sẽ là phần cuối của năm tới, có nghĩa phần cuối của năm 2024 á. Còn bên Sở Di trú họ đang dự định là giữa hoặc gần cuối năm nay họ sẽ đưa ra những cái trial test run,
có nghĩa là họ sẽ đưa ra để mà thử coi như là cái tỷ lệ đậu được là bao nhiêu. Họ đưa ra họ thử thôi, nhưng mà họ sẽ không có thử cho những người nào mà đang thi cái N400. Có thể họ đưa ra như một cái test group, có nghĩa là một cái nhóm người họ tự chọn ra để mà họ cho thử thứ coi coi cái tỷ lệ đạt được là bao nhiêu, để mà họ cân nhắc về vấn đề là có nên đưa ra cái sự cải tạo này hay không. Còn về À, cái cũng vấn giống đề như áp dụng là đó, thử nghiệm lâm sàng ở trong y học vậy đó. đúng rồi, họ bắt mình họ sẽ thử nghiệm lâm sàng. Tại vì giống như Khanh nói, cái sự cải tạo này khi Khanh đọc Khanh cũng rất là ngạc nhiên, tại vì Khanh thấy nó khó. Khanh thông thường thì cái nào mà Khanh thấy nó khó thì Khanh sẽ nói, cái nào Khanh thấy nó không khó thì Khanh nói ok. Giống như ví dụ những cái vị lúc mà ngài Trump đưa ra cái sự cải tạo mà ông đưa ra 140 mấy câu hỏi và thay vì 10 mình trả lời 20 câu, thì thực tế đối với Khanh cái đó nó đơn giản vô cùng, mình chỉ học thêm một chút thôi. Nhưng mà tới với cái sự cải tạo này này, về nói về cái vấn đề mô tả thì ngay lúc đầu Khanh nói mấy người này ở không mà họ khùng mà tự nhiên bắt đi mô tả cái sự cái độ khó của nó được tăng cao rất, nó được tăng rất là nhiều chứ không phải Tức nó là đơn cái giản lần chỉnh nữa. sửa trước đó là chỉ về số lượng thôi, tức là tăng thêm Đúng cái rồi, lượng câu hỏi thôi. Nhưng mà lần chỉnh sửa này đó là về chất lượng, tức là đúng rồi, nhắm vào cái chất lượng của quý vị, có thật sự là quý vị hiểu biết, có thật sự là quý vị gọi là thâm sâu, hay là ở cái mức mà gọi là học nhớ thuộc lòng thật là và có chất. nghĩa là học thoáng hay không thôi, đúng rồi Tức là đó. chất và Nên vì lượng nha, vậy cái lần đó trước là là lượng là cũng đã khó khăn rồi, bây giờ là chất nó còn quan trọng hơn nữa. đó, nên cái đó Khanh mới lo đó, chứ thực tế Nhưng mà ra họ là thí điểm là thí điểm trong một cái nhóm thử thách riêng chứ không có thí điểm thực sự bên ngoài phải không chị à, Trang? có thể họ sẽ làm thí điểm theo nhiều cái control group, có nghĩa là có ví dụ họ sẽ thí điểm bắt đầu với những thí điểm nhóm riêng, xong họ sẽ cho một cái nhóm lớn hơn nữa. Và ví dụ nếu họ có thể áp dụng cho những cái N400, ví dụ họ chỉ nói rằng à ví dụ quý vị đang đi theo N400, quý vị thi xong rồi, có thể họ sẽ nói là tình nhân viên sở di trú làm một cái test riêng, nhưng mà cái nó không ảnh hưởng người tới cái hồ sơ quý vị. Có thể họ sẽ đi con đường đó nữa, nhưng mà vấn đề là mình không, Khanh nghĩ là sở di trú không đi xa vậy đâu, nhưng mà nếu mà họ có thì tới lúc đó mình mới biết là thông tin mới được rò rỉ ra nữa. Như vậy là thí điểm là cuối năm nay và cái thời gian dự kiến áp dụng thực sự cái bài thi khó nâng cấp Nếu này mà được, là cuối nếu mà năm được, sau. dạ đúng Cuối rồi, năm sau. nếu mà được thông qua thì sở di trú đang muốn áp dụng là cuối năm 2024. Như vậy là từ đây tới cuối năm 2024 là thời gian dân có thể góp ý nữa không? Phải không luật sư Khanh? Góp ý thì chưa, tại vì chưa tới cái thời buổi góp ý, tới lúc nào họ đưa ra cái Federal Register of Post À, lên chưa nữa, nói tới cái lúc thời đó gian dự kiến cho dân dạ góp ý đúng thì rồi. chưa biết. À. Tại vì bây giờ ví dụ họ trong cái thời gian này họ thử lâm sàng đi, họ thử lâm sàng đã đời, xong tới tháng 3, tháng 4 năm tới họ mới bắt đầu họ đưa lên để mà đóng góp ý kiến á, thì tới lúc đó mình mới biết. Nhưng mà ngay lúc này thì quý vị nào ở nhà mà đang lo á, thì nên điền đơn xin nhập tịch liền. Mình điền liền mà người ta đâu cho mình thi liền đâu anh, đâu phải Nhưng mà chờ ít nhất đợi. là cái thời gian chờ đợi chút nữa mình sẽ trả lời, nhưng mà nó sẽ rơi vào trước khi cuối năm Càng sớm tới. càng tốt đi ha, À, đó ý đúng. là mình muốn vậy đó. Bây giờ trước khi nói tới cái chuyện là cái thời gian hiện bây giờ để thi quốc tịch kéo dài bao lâu thì xin hỏi những cái người nào đủ điều kiện cần và đủ mới được thi quốc tịch Mỹ thưa luật sư Khanh? À, kính thưa quý vị, thì đối với nhập tịch Mỹ á, thì mình có hai cái con đường để mình đi. Một là mình đợi 5 năm từ ngày mình trở thành người thường trú nhân, có nghĩa là từ ngày thì mình có thẻ xanh đó, 5 năm sau đó mình có thể xin nhập tịch rồi. À, hoặc hai là nếu mà mình cưới người có quốc tịch và mình có thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi đó, và mình vẫn cưới người có quốc tịch đó, thì sau 3 năm từ lúc mình trở thành người thường trú nhân, mình có thể điền đơn xin nhập tịch. Hai con đường đó là hai con đường chính quy mà mình có thể đi, còn không chính quy thì cũng không có đâu. Nói chung là hai con đường đó là hai con đường người ta ai cũng phải trải qua để mà trở thành một công dân của người Mỹ. Đó là điều kiện cần và đủ, ít nhất là 3 năm nếu kết hôn với người có quốc tịch và 5 năm nếu từ ngày có thẻ xanh, phải không ạ? Nhưng mà Dạ các đúng. cái bước từ đầu cho tới cuối cần phải trải qua trước khi được đi vào phòng thi quốc tịch đó, thì các cái bước từ A tới Z đó là những bước như thế nào thưa luật sư Thành? Nộp đơn gì rồi chờ bao lâu vậy? Ít À, nhất. thì thông thường đối với cái quá trình đó thì trước hết mình phải điền cái đơn N400, xong mình nộp cái đơn N400. N400 có thể mình nộp bằng mail hoặc là mình có thể làm online cũng được. Online có nghĩa là qua hệ thống của USCIS để mình điền đơn, mình nộp trực tuyến họ luôn. À, mình nộp đơn xong thì trong vòng 4 tuần thì mình sẽ có cái hóa đơn. Nếu mà mình nộp bằng mail á, trong vòng 4 tuần mình sẽ có, sở di trú sẽ gửi hóa đơn. Còn nếu mình nộp online trong vòng 10 phút, quý vị sẽ có cái hóa đơn của sở di trú và cái hóa đơn bằng mail họ sẽ gửi cho quý vị trong vòng 4 tuần.
Sau đó cỡ 4 tuần nữa thì quý vị sẽ có cái giấy đi gọi đi lăn tay. Quý vị lăn tay xong thì quý vị đợi cỡ đầu 8 9 tháng nữa quý vị sẽ có cái ngày đi phỏng vấn. Nên tổng cộng cái thời gian mình sẽ đợi từ cái ngày mình nộp đơn tới cái Đơn. ngày mình được gọi đi phỏng vấn nó sẽ rơi vào cỡ 1 năm, có thể hơn 1 năm, có thể từ 1 năm tới 1 năm rưỡi. Rồi xong tới cái ngày đi phỏng vấn thì mình chỉ đi phỏng vấn thôi. Còn nếu mà cái hồ sơ mình không đầy đủ hoặc mình có bất kỳ vấn đề gì đó, thì trong cái thời gian sau khi mình lăn tay tới trước ngày hoặc ngày đi phỏng vấn thì sở di trú sẽ họ sẽ gửi giấy tờ đòi bổ sung hồ sơ hoặc như thế nào đó, thì tới lúc đó mình sẽ bổ sung hồ sơ sau. Thì nguyên cái quá trình đó là như vậy, nó rất là đơn giản, nó không Cái ngày khó. phỏng vấn mà anh nói đó là cái ngày thi quốc tịch đó đúng không ạ? Dạ đúng rồi chị. Rồi, sau cái ngày thi đó là bao lâu nữa mới có được cái giấy chứng nhận chắc chắn xác định chuẩn thuận rồi anh trở thành công dân Mỹ rồi đây? Cái đó thì nó sẽ tùy theo cái nơi quý vị ở. Một khi quý vị thi xong rồi, quý vị đậu rồi, thì cái người phỏng vấn đó, cái người nhân viên của sở di trú họ sẽ báo cho biết và nói ok, quý vị pass hết rồi nhé, tôi sẽ đề nghị cái hồ sơ quý vị được đưa lên để mà được chấp thuận nữa. Và sau đó chưa quý vị cứ đi về đi, chúng tôi sẽ gửi một cái tờ giấy để mà nói báo cái địa điểm, cái ngày, cái giờ mà quý vị có thể lại để mà tuyên thệ. Tại vì một khi mình thi xong mình đậu rồi không có đồng nghĩa là mình trở thành người công dân Mỹ ngay lúc đó, mà mình phải đợi tới lúc mình tuyên thệ xong. Tại vì cái buổi tuyên thệ đó lúc đó mình sẽ nói là ồ tôi là bây giờ tôi sẽ thề là tôi sẽ vĩnh Trung viễn thành với nước trung thành Mỹ. với nước Mỹ, và nếu mà cần thiết nước Mỹ cần thiết tôi thì tôi sẽ đứng lên để mà tôi đi chiến tranh cho nước Mỹ ở này nọ. Và tuyên thệ xong thì xong ngay lúc đó cái buổi đó thì họ sẽ đưa cho mình cái giấy certificate naturalization, có nghĩa là cái giấy nhập tịch của mình luôn. Thì từ cái ngày mình thi tới cái ngày thi tuyên thệ đó nó sẽ dao động từ 2 tuần tới 1 tháng. Có nhiều người người ta thi xong rồi 6 tháng sau họ vẫn chưa có ngày tuyên thệ, thì cái đó là nó sẽ tùy nơi quý vị đang ở. Nên vì vậy á, có nhiều lúc là nếu ở Houston thì thông thường từ 2 tuần tới 4 tuần sau khi quý vị thi và đậu thì quý vị sẽ có ngày tuyên thệ. Nên vì vậy nó sẽ rất là tùy theo nơi quý vị ở là ở đâu trước khi quý vị biết là cái ngày tuyên thệ sẽ là bao lâu. Tức là cái dao động từ lúc mà mình đậu rồi cho tới lúc mà mình đi đi tuyên thệ có thể là từ vài tuần cho tới nửa năm. Nửa năm là cái hiếm, nhưng mà thông thường nó sẽ là từ 2 tuần tới từ trong vòng 1 tới 2 tháng là quý vị đã được đi tuyên thệ rồi. còn Vài hơn còn tuần. hơn cái thời gian đó nó hơi hiếm, và có nhiều lúc là có thể hồ sơ lại có vấn đề, tại vì sở di trú của họ họ nói họ chấp thuận xong nhưng họ duyệt lại, họ thấy vấn đề đó họ họ mới ngâm hồ sơ, rất là Như vậy hiếm. là từ lúc mình nộp đơn thi quốc tịch cho tới lúc mà cầm cái giấy chứng nhận công dân Mỹ, tổng thời gian trung bình là 1 năm rưỡi tới 2 năm. Khanh sẽ nói cỡ 5 rưỡi tới 2 năm, 5 rưỡi là trung bình. À, đó, thì bây giờ là cái câu trả lời cho quý vị lúc này nha. Thì bây giờ quý vị nộp một cái là quý vị chờ 5 rưỡi tới 2 năm là lúc đó cái đề nghị mới là nó đã được áp dụng rồi. Thì nó sẽ dính chấu đó là khó khăn hơn nhiều đó. Dạ, bây giờ xin hỏi cái lệ phí thi quốc tịch hiện nay. Trước nay là nghe mấy trăm rồi sau đó lên 400, là hiện bây giờ tới thời điểm này 2023 rồi thì lệ phí bao nhiêu thưa luật sư? Ngay lúc này á, là cái chi phí cho bên sở di trú cho xin nhập tịch nếu mà mình không có xin giảm giá hoặc xin miễn phí á, là nó là 725 đồng. 725 đồng đồng có nghĩa rằng là 640 là cho sở di trú để mà cho cái đơn, còn 85 đồng còn lại là để mà cái chi phí cho lăn tay. Còn nếu mà mình muốn xin miễn phí hoàn toàn á, thì mình phải mình điền cái đơn I-912 để mà báo với sở di trú rằng là mình đang có thu nhập thấp hơn 125% của cái federal poverty level, có nghĩa là cái hạn mức của người người gia đình hộ nghèo á, thì nếu mà, hoặc là mình đang nhận những cái phúc lợi xã hội giống như Medicaid, những có nghĩa rằng những cái phúc lợi xã hội nào mà họ sẽ cho những cái người nào mà trong gia đình với cái tổng thu nhập dưới 125% của cái federal poverty level, thì tới lúc đó mình có thể xin cho sở di trú miễn hoàn toàn cái số 725 đồng này luôn. Còn nếu mà mình làm hơn con số đó, có nghĩa là sở di trú họ sẽ có một cái sliding scale từ 150% tới 200 á, có nghĩa từ 125% trở lên tới 200. Thì nếu mình đạt được trong cái con số đó thì cái thay vì 725 đồng và thay vì miễn phí thì mình cần phải trả là 405 đồng. 405 đồng trong đó có nghĩa là 320 là cho sở di trú cho cái đơn N400 và 85 đồng là cho phí lăn tay. Ba mức Coi như giá nha, là một là con số 0, hai là 405 đồng hoặc hai là 725 đồng.
Tùy, ví dụ như là thật sự là dưới cái mức thu nhập quy định đó, hộ nghèo đó thì là được miễn phí, Thì còn hoàn toàn mà không 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 thực sự là nghèo nhưng mà cũng không thực sự đủ tiêu chuẩn thì họ là sẽ cho mức 405. giảm, và cái mức giảm tức là không miễn, một là giảm hoặc là miễn, còn không á bình thường là phải là 725 là lúc này. 725. Bây giờ quý vị đang bỏ những cái thắc mắc riêng tư của quý vị về cái hồ sơ di trú cá nhân trong cái phần bình luận rất nhiều rồi. Trà My cảm ơn quý vị, chúng ta sẽ trả lời ngay trong chốc lát thôi, không lâu. Mong quý vị kiên nhẫn một chút xíu nha, để mình hỏi thăm hết tất cả về cái bài thi này, để có rất là nhiều người đang cần kiếm những cái thông tin mới cho cái chuyện thi nhập tịch của họ, thì mình nói hết chủ đề rồi mình sẽ trả lời những cái chuyện khác. Thi rớt thì thi lại được bao nhiêu lần, có giới hạn cái sự thi lại đó không thưa thưa Dạ có chị, mình chỉ có thể thi lại được đúng một lần nữa thôi. Có nghĩa ví dụ mình thi, hồi nãy Khanh nói là hiện đại ngay lúc này mình phải thi 4 bộ phận. Hai cái bộ phận viết và phát âm đó là nó gom lại thành một rồi. Thì mình cứ nói là ba đi. Ví dụ một mình rớt, mình đậu tùy nhé. Một mình đậu hai rớt một, hoặc mình đậu một rớt hai tùy, hoặc mình rớt cả ba tùy. Mình chỉ được thi lại đúng một lần nữa thôi cho những cái bộ phận mình rớt, và sau bộ phận đó có nghĩa là cái hồ sơ này được bác hoàn toàn và mình phải làm lại cái đơn mới để mà đi vô phỏng vấn lại, chứ không phải là họ cho mình thi lại vĩnh viễn, chỉ thi được lại đúng một lần nữa thôi nhé. Nhưng mà cái chuyện mà nếu mà đóng tiền nộp để mà thi lại từ đầu đó thì có cái giới hạn là mấy lần là tối đa không? Không chị, có nghĩa là mỗi lần mình nộp đơn là mình phải đóng cái chi phí lại thôi. À, Nếu không mình có thi giới 10, hạn. không có giới hạn, ví dụ mình rớt 10 lần mình lập đơn 10 lần thì cũng phải trả tiền 10 lần như vậy thôi. Chỉ là cái chuyện tiền tiền bạc thôi chứ còn không có giới hạn là ồ thi được có một À hai đúng rồi. lần là hết nha. Rồi. À, với sở di trú thì với cái đơn xin nhập tịch thì quý vị có thể xin vĩnh viễn, nếu mà quý vị không bao giờ đậu được thì quý vị vẫn có thể điền đơn xin suốt ngày, không có vấn đề gì cả. Và miễn có đủ cái lệ phí để mà trang trải luôn. À Hồi đúng. nãy luật sư Khanh có nói rằng là có thể miễn hoặc là giảm cho cái lệ phí để thi quốc tịch. Thế còn cái bài thi quốc tịch đó, tức là tôi có cái chuyện là khó khăn quá, tôi học không nổi, nhớ không nổi, hay tuổi tác hay là sức khỏe vân, thì có cái chuyện giảm hoặc là miễn thi quốc tịch hay không? Có chị, trước hết mình nói về cái từ miễn thi quốc tịch nhé, có nghĩa là mình Khỏi thi đó. khỏi thi á. Thực tế ra cái từ miễn thi này á, nó hơi cái từ nó gọi nó hơi tricky một chút, tại vấn Lắt đề léo. không, mình không phải là miễn hoàn toàn, mình chỉ miễn cái phần lịch sử, mình chỉ miễn cái phần nói và viết, còn cái vấn đề cái thông tin cá nhân của mình cũng phải biết, và họ họ sẽ thi mà có nhiều lúc họ sẽ hỏi cái thông tin cá nhân của mình. Và để mà mình xin miễn thi á, thì thực tế mình phải điền cái đơn I-693, có nghĩa là từ, và mình phải có cái người bác sĩ mà họ chữa trị cho mình, chứ không phải là người bác sĩ từ đâu nhảy ra nói là mình có vấn đề đâu nhé. Từ cái người bác sĩ mà họ chữa trị cho mình đó, họ sẽ nói là mình bị cái vấn đề gì. Có thể một là mình bị cái bệnh về mất trí nhớ đi, mình không thể nào nhớ được, hoặc hai mình có cái vấn đề nào đó mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái đầu óc của mình, có thể mình bị Down syndrome hay là như thế nào đó không biết. Nhưng mà nói chung là nếu mà mình nộp vào những cái vị trí đó đó thì mình có thể xin miễn thi hoàn toàn luôn. Thì có nghĩa miễn thi đây là mình không có cần phải nhớ cái bài thi lịch sử, mình không có cần phải viết, mình cũng không có cần phải đọc, nhưng mà họ sẽ hỏi về cái vấn đề cái lý lịch cá nhân của mình. Thì nhưng mà họ sẽ rất là du di cho, nhiều mình không nhớ cái lý lịch cá nhân của mình, họ sẽ du di cho mình, nhưng mà họ sẽ hỏi. Thì nếu mà mình đạt được cái chỉ tiêu đó thì có nghĩa là mình sẽ được miễn cái thi. Còn nếu không mình phải thi, nhưng mà trong cái thi á nó lại có những cái việc như sau. Ví dụ nha, để mà thi cái bài thi thì quý vị biết là thông thường mình phải đọc 100 câu hỏi và mình phải thi bằng tiếng Anh, và trong 100 câu hỏi đó là họ sẽ chọn ra 10 câu để mà họ thử mình. Nhưng mà có cái từ nó gọi là cái exception, có nghĩa là cái ngoại lệ. Ngoại lệ. Đó. Đối với những cái sự ngoại lệ này thì có ba cái ngoại lệ và quý vị cần phải cân nhắc và quý vị cần phải để ý tới. Nếu mà quý vị đạt được trong một cái ba cái sự ngoại lệ này thì cái bài thi của quý vị nó sẽ khác. Cái ngoại lệ đầu tiên là nếu mà quý vị đã trên 50 tuổi và có thẻ xanh hơn 20 năm. Okay. Có nghĩa là trên 50 tuổi có thẻ xanh hơn 20 năm thì quý vị có thể xin sở di trú thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng mà bài thi vẫn là y hệt hoàn toàn như cũ, vẫn là 100 câu hỏi, và mình thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Còn về cái phần viết và ấy thì họ có thể là họ nói mình viết, nhưng mà mình có thể nhờ, nhưng mà thực tế là cái phần viết họ cũng bắt mình phải viết. Nhưng mà về cái lịch sử mình có thể thi bằng tiếng mẹ đẻ và mình có thể có một cái người đi thông dịch cho mình.
nên có nhiều lúc mình có không có cần phải nhớ nhiều, mình chỉ cần nhớ cái lúc mà viết và lúc ấy thôi. Đó là cái ngoại lệ đầu tiên. Cái ngoại lệ thứ hai là nếu mà mình là trên 55 tuổi và mình có thẻ xanh hơn 15 năm thì mình vẫn thi tiếng bằng tiếng mẹ đẻ của mình được. Cái đầu tiên là trên 50 tuổi và có thẻ xanh 20 hơn 20 năm nhé, và cái thứ hai là trên 55 tuổi và có thẻ xanh hơn 15 năm, toàn thi tiếng mẹ đẻ. Rồi cái ngoại lệ thứ ba và cái mà mình muốn nhất á, nhưng mà cái nó cũng hơi khó đạt nhất, là nếu mà mình có thẻ xanh, trước hết nói về tuổi tác, mình trên 65 tuổi và mình có thẻ xanh hơn 20 năm, trên 65 có thẻ xanh hơn 20 năm, trước hết là mình thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Và cái thứ hai á, lúc mà hỏi 100 câu hỏi á, thì thực tế trong cái 100 câu hỏi đó họ chỉ có thể chọn, trong lúc mà họ chọn cái câu hỏi để họ hỏi cho mình á, thì họ chỉ chọn được 20 câu hỏi trong 100 câu hỏi đó. Và cái 20 câu hỏi đó mình sẽ biết luôn, thẳng luôn là cái 20 câu hỏi nào. Tại vì trong cái bài 100 câu hỏi đó, quý vị sẽ nhìn thấy giống như có vài câu hỏi nó sẽ có một cái ngôi sao kế cạnh nó. Thì những cái câu hỏi nào có ngôi sao có nghĩa rằng là những người nào mà 65 tuổi và có hơn cái thẻ xanh 20 năm, họ chỉ cần hỏi những học chỉ cần học những câu hỏi có ngôi sao đó thôi. Họ Chỉ không có cần 20 học câu thay vì 100 20 câu. câu thôi, thay vì 100 câu họ chỉ cần học 20 câu đó thôi. Và cái bài thi của họ chỉ tựa vào trong 20 câu đó thay vì 100 câu. Mà bằng Thì tiếng mẹ đẻ luôn hả luật sư Khanh? bằng tiếng mẹ đẻ luôn. Và Càng dễ hơn nữa. họ sẽ miễn đi cái phần viết và cái phần phát âm. Thì đối với cái đó thì thực tế rằng là nó dễ hơn, tại vì mình biết trước luôn là những câu hỏi sẽ là hỏi như thế nào, nó nằm trong phạm vi 20 câu hỏi đó thay vì 100. Và Và lại miễn giảm hết trơn rồi nói tiếng Việt miễn giảm luôn hết, cũng khỏe quá. nói tiếng Việt luôn. Và nhưng mà cái người thông dịch á, thì trước đây á, là sở di trú họ cho bất kỳ ai đi thông dịch, họ chỉ kiểu là không có thích cái người nhà đi thông dịch thôi. Nhưng mà sau này á, thì sở di trú bắt buộc là cái người thông dịch họ phải điền cái đơn, họ phải nói là họ không có liên quan gì tới coi như huyết thống của cái người được đi thi cả. Và có nhiều người nhân viên sở di trú họ đòi là cái người thông dịch phải là cái người được tiểu bang xác nhận là người thông dịch viên. Nhưng cái này mình cãi, tại vì luật di trú không có đòi hỏi như vậy. Luật di trú chỉ nói rằng là không nên cho người thân đi dịch dùm, tại vì người thân đi dịch sẽ mớm lời, mớm câu hỏi. Nhưng mà quý vị nên biết á, là những cái cuộc phỏng vấn ngay lúc này sở di trú nhiều lúc họ sẽ thu âm lại, họ có thể thu lại cái video, nên họ mà duyệt lại họ thấy mình mớm lời là họ cũng có thể, ví dụ họ đã chấp thuận rồi, họ có thể quay ngược lại họ bác lại hết. Thì cái đó là những cái điều mà mình cần phải để ý tới. Và ngay lúc này những cái người mà đi thông dịch họ phải điền một cái đơn cho những thông dịch viên nữa, và cái đơn đó sẽ đưa cho cái người phỏng vấn để mà họ xác nhận. Đó là cam đoan tôi chính trực, tôi không có thiên Dạ vị đúng và rồi, tôi không phải là người quen. tôi cũng À, không đó. mớm lời này nọ đó, đó. Đó Hoặc tôi cũng là không tôi chỉnh chỉ dịch, sửa. và tôi chỉ dịch đúng ý hệt những gì hai bên đang nói thôi, chứ tôi cũng không có thay đổi cái nội dung, tôi cũng không như thế nào. Tại vì có nhiều lúc á, là lúc mà mình dịch á, mình quen là mình thay đổi nội dung làm sao Đúng để cho rồi. nó dễ hiểu. Nhưng Đúng mà rồi. đối với cái những người thông dịch viên, họ cái vai trò của họ nó khác biệt chút, rằng là ai đang nói gì cái dịch y hệt là như vậy, không được thay đổi nội dung, không được mớm lời, cũng không được mớm gì cả. Và bây giờ xin hỏi là cái cuộc thi quốc tịch này nè, nó sẽ là một cái sự chặng đường rất dài người ta chờ đợi rồi, nhưng mà nhiều khi bất đặng đừng tới lúc có ngày thi ta bệnh hoạn hoặc ta đi ra khỏi nước hay ta có cái chuyện gì emergency khẩn cấp á, không có thi được vào cái ngày đó, có thể xin dời ngày thi được không thưa luật sư Khanh? À, thưa kính thưa chị, được chứ, nhưng vấn đề rằng là không phải là bởi vì lý do mình đi chơi hoặc là như thế nào. Nếu mà mình có cái medical emergency, giống như mình đang Khẩn bị cấp bệnh y tế. hoặc khẩn cấp y tế, hoặc là mình có người thân nhân bị bệnh mà mình cần phải chăm lo cho họ, mà mình có giấy tờ như vậy, thì mình có thể điền đơn với sở di trú, mình nhờ sở di trú dời ngày thi, và mình phải cung cấp những cái bằng chứng đó cho sở di trú, chứ không phải mình nói là ồ tôi muốn dời ngày thi là sở di trú sẽ dời ngày thi. Và quý vị biết một khi mà sở di trú dời ngày thi có thể là họ dời rất là lâu sau đó, chứ không phải họ sẽ cho trong vòng 2 tới 4 hoặc 6 tuần giống như trước đây. Bắt đầu từ lúc mà Khanh làm cái nghề của Khanh là năm 2010, 2008, cuối 2008 tới 2013, 2014, thì những cái sự dời á, nó nhanh lắm. Có nhiều lúc họ gọi lại trong vòng 2 tới 4 tuần, nhưng mà càng về sau nó càng kéo dài ra, có nhiều lúc dời lại xong ngồi đợi 4 5 tháng mới có lại cuộc thi. Nên vì vậy Khanh cũng nói luôn là nếu mà không phải là cái sự khẩn cấp
thì không nên dời ngày thi hoặc là cái Ừ. ngày phỏng vấn lại, tại vì ngay lúc này nếu mình dời lại mình phải đợi rất là lâu sau đó. Vì bao nhiêu người đang nằm rất là chờ đợi trong một cái hàng rất là dài chờ tới lượt của mình, mà mình dời một cái là mình mất lượt, mình trở ra làm sao, chờ rất là lâu là cái Ít chuyện nhất cũng là đương nhiên. sau cái thời gian COVID nữa là họ bên sở di trú họ cũng Ứ không có cho động. quá nhiều người một lúc. Tồn động rất là nhiều. Và quý vị dời vậy thì quý vị lỗ ráng chịu đó, là có chuyện gì xảy ra bất chắc hay là mình không biết thay đổi lúc nào thì cái đó rất là nguy hiểm. Thật sự ra có nhiều người bất đặng đừng dời không nói, nhưng mà nhiều khi tôi bắt đi Việt Nam tôi xin dời, cái đó cái chuyện đó là không nên. Cái đó Bây không nên. ngày thi là dời được, nhưng mà trong cái trường hợp điều kiện như vậy. Thế còn bây giờ ngày đi tuyên thệ để mà lấy cái giấy chứng nhận quốc tịch đó, có xin dời được không, và xin dời như vậy có ảnh hưởng gì không? Thực tế ra những cái gì mình có thể làm với sở di trú hoặc là mình có thể dời, bao gồm cái ngày mình đi lăn tay, nếu mình cần dời mình cũng có thể dời được. Có nghĩa là cái ngày đi tuyên thệ đó mình muốn dời mình vẫn có thể dời được. Tại vì một khi mà quý vị nhập tịch, quý vị pass cái ngày thi rồi đó, và tới lúc mà người ta gửi giấy tờ đi tuyên thệ cho quý vị, nếu mà quý vị lật cái ra bằng cái đằng sau á, thì cũng có nói rằng là nếu mà quý vị đi không được thì quý vị điền cái đơn và gửi lại cho bên sở di trú để họ dời cái ngày tuyên thệ cho quý vị. Thực tế là ba cái ngày quý vị đều có thể dời được hết. Một là cái ngày đi lăn tay quý vị có thể dời được nè, hai cái ngày đi thi nè quý vị có thể dời được, ba cái ngày đi thi tuyên thệ dời được, nhưng vấn đề phải làm đúng với cái quy cách của bên sở di trú họ đưa ra, chứ không phải mình nói là ồ tôi đang đi chơi nên tôi không về được. Nên vì vậy, và thực tế ra lúc mà Khanh đại diện cho khách á, lúc nào Khanh cũng nói rằng là tôi không muốn dời ngày cho quý vị, bởi vì dời nó sẽ kéo dài ra và có nhiều lúc mà quý Rủi vị ro. có vấn đề rồi sự rủi ro. Nên vì vậy quý vị phải cân nhắc làm xong những cái việc đó rồi muốn đi đâu đi. Nên vì vậy nó sẽ tốt hơn. Còn ví dụ giống như Khanh nói, trong những trường tình trạng khẩn cấp thì Khanh thoải mái, Khanh nói ok dời được không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà để mà cho phục vụ nhu cầu cá nhân để mà đi chơi này nọ thì Khanh nói tôi không bao giờ chơi kiểu đó đâu. Thì đó, nên vì vậy quý vị ở nhà, để mà quý vị nào muốn làm quá trình này cũng phải cân nhắc cái vấn đề đó, làm xong mấy cái việc này rồi muốn đi đâu đi. Còn ngoài ra nếu mà sự việc khẩn cấp mà mình không có nằm ngoài cái sự khống chế của mình thì ra cái đó không thành vấn đề. Nhiều khi người ta dời á là tại vì thấy áp lực quá, tới gần ngày thi rồi mà tôi thấy tôi chưa có thể nào thi Cái đó được. cũng ok, cái đó Khanh lý giải được, Khanh cũng ok cái chuyện đó, nhưng mà về vấn đề là ồ tôi đang đi chơi tôi về không được thì cái đó Khanh không bao giờ chấp nhận. Còn ngoài ra là Hơn về 1 triệu người trong năm tài khóa 2022 vừa rồi đó, là hơn 1 triệu người trở thành công dân Mỹ qua con đường nhập tịch, là con số này cho quý vị thấy là cái số lượng nhu cầu khủng khiếp, rất là cao. rất là Thành ra cao. khi tới lượt mình rồi đó, đã chờ đợi 1 2 năm mới được mà, thành ra cũng không có nên dời. Bất đặng đừng lắm, hy hữu lắm, không còn cái cách nào thì hãy dời. Thì như vậy cho quý vị hiểu rằng là nên hay không nên làm cái việc phải cân nhắc đắn đo đó, tại vì cái việc này là cái việc hệ trọng, và quý vị mong muốn theo đuổi con đường này thì ai cũng mong muốn hết, và cái số lượng mong muốn nó cao hơn là cái số lượng có thể đáp ứng nữa. Thành ra là chớ nên dời nếu mà thấy không cần thiết. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Cái con số mà năm tài khóa 2022, số người trở thành quốc tịch nhập tịch Mỹ mà hơn 1 triệu đó, là nó cao kỷ lục kể từ năm 1907 tới nay. Tức là Đúng rồi, trời, và tức là khủng khiếp đó, từ năm 1907 tới là đầu đầu 1900 cho đầu tới bây giờ. thế kỷ 19 tới bây giờ, đúng rồi, rất là Thành nhiều. ra càng ngày càng con số đó càng tăng chứ không có giảm nha quý vị, càng ngày càng tăng. Là vì quý vị cũng hiểu mà, nhu cầu tới Mỹ và nhu cầu trở thành công dân Mỹ nó không bao giờ dừng lại, nó không những là tăng lên mà nó cũng không dừng lại nữa đó. Cho nên là cái việc này là một cái việc mà rất là thiết thực, và cũng là đó là cái lợi ích, không chỉ là nghĩa vụ của quý vị trở thành công dân Mỹ, mình cũng sẽ có nhiều nghĩa vụ, nhưng mà đó cũng là một cái quyền lợi. Cho nên là mình hiểu biết để mình tránh Cái những cái này lăn nó quăng. cũng tính là cộng dồn lại á, tại vì những cái năm Covid á, thì sở di trú họ không có làm những cái buộc tuyên thệ và họ hạn chế cái sự tuyên thệ, nên có nhiều lúc ngay lúc này là họ dồn hết lại một lúc để mà họ chấp thuận cho những cái hồ sơ đã bị tồn đọng quá lâu. Thành ra quý vị hiểu biết tình hình để mình cân nhắc cái sự lựa chọn tốt nhất cho mình nhé. Bây giờ bước qua phần trả lời câu hỏi riêng tư của từng người. Tuấn Anh xin hỏi là em bị mất thẻ xanh từ khi mới qua Mỹ đầu năm 22, vì lý do mất là khi chuyển hồ sơ mới, chuyển chỗ ở mới không có báo cho bên sở di trú nên bị mất. Và em cũng đi làm lại, có lăn tay, có chụp hình rồi, cũng được 1 năm nay rồi, sao chưa thấy có thẻ xanh lại? Nếu mà quý vị điền cái đơn I-90 mà trong vòng 1 năm rồi đó hả, thì quý vị cần thời gian cũng sắp tới rồi. Nhưng mà cái này phải thực tế là mất mất nhé, chứ không phải là vấn đề khác. Có nhiều người người ta dùng từ mất nhưng thực tế không phải là mất.
mà bởi vì lý do họ bị trục xuất, bị bỏ vào quá trình trục xuất sau họ xin lại thẻ xanh thì cái đó không có xảy ra đâu. Nên nếu mà quý vị mất thật sự á, thì quý vị điền cái đơn I-90, quý vị trả cái phí, hoặc là nếu mà quý vị có cái báo cáo của bên cảnh sát họ nói rằng là quý vị bị mất đồ á, thì tới lúc đó bên sở di trú không có cân nhắc họ làm lại cái mới như thế. Tại vì có nhiều người gian lận giả bộ mất đó, và cho nên là nó Nhiều cũng hơi mất lắm, Khanh làm trong cái nghề của Khanh ngay lúc đầu Khanh cũng tưởng là mất thật. Và Khanh, nhưng mà cái tốt là Khanh cũng phải rất là, Khanh hỏi khách rất là nhiều và sau này cũng lộ ra là không phải là mất. Tại hồi xưa lúc mà Khanh làm có nhiều người ta nói người ta đi làm thuyền xong rồi người ta mất giấy tờ tùy thân. Mình thì cũng ngu, mình cũng tin thật, nhưng mà sau đó mình bắt đầu mình hỏi lại, mình nói mất như thế nào cho số, thì bắt đầu gọi hỏi thì mới biết ra là không phải là mất, mà họ chỉ nghĩ rằng là nếu mà mình nói được một người, người ta điền cái đơn cho mình họ xin mình thì có thể sở di trú họ cho lại thẻ xanh. Nó không phải như vậy đâu. Trong trường hợp của người này đó thì bây giờ có nên liên lạc với sở di trú không hay là tiếp tục chờ tiếp? Nếu mà đã gần 1 năm rồi thì quý vị nên liên lạc với sở di trú, tại vì cái hồ sơ I-90 thông thường họ giải quyết trong vòng 9 tháng tới 1 năm mà. Câu hỏi tiếp theo là cư trú ở Mỹ bất hợp pháp nhưng có hộ chiếu Việt Nam và thẻ ID của trường đại học, nên là một du học sinh nhé, thì có bay sang các bang khác của nước Mỹ được không? Quý vị đang ở bất hợp pháp mà nếu mà quý vị muốn đi ra phi trường để bay nội địa thì thực tế rằng là cũng được, nhưng mà Khanh khuyên không nên, bởi vì vấn đề là quý vị có cơ hội sẽ, thực tế quý vị sẽ không đụng hải quan đâu, nhưng mà nếu mà họ có bao giờ hỏi mà họ thấy quý vị mà họ nghi ngờ thì họ hỏi là tới lúc đó quý vị bị lãnh đủ tại đang ở bất hợp pháp mà. Cho em hỏi F2B mà mẹ có quốc tịch thì bị chuyển diện sang F1, giờ em muốn giữ lại F2B phải làm sao? Phải viết một lá thư, nhờ người mẹ viết một lá thư cho sở di trú để gửi cái đơn nhập tịch và nói là bây giờ mình muốn retain cái preference category của mình, có nghĩa là mình muốn giữ F2B, mình không muốn chuyển qua F1, và mình phải báo cho sở di trú biết. Nếu mà sở di trú chưa chuyển hồ sơ qua cho trung tâm thị thực, nếu mà đang ở trung tâm thị thực thì mình phải làm cái lá thư đó mình đẩy cho trung tâm thị thực, mình báo cho trung tâm thị thực biết. Em phỏng vấn thẻ xanh ở Mỹ được hơn 1 tháng vẫn chưa có thông tin gì, phải làm gì tiếp hay không hay là chờ chờ đợi tiếp? Cái này nó sẽ tùy theo quý vị là phỏng vấn theo dạng gì. Nếu mà quý vị phỏng vấn theo dạng cưới hỏi thì mà họ, cái này nó sẽ tùy theo phỏng vấn của vụ cưới hỏi mà ngay sau khi phỏng vấn thì cái người nhân viên họ nói cái gì. Nếu mà người nhân viên họ nói chúng tôi chưa quyết định được cái hồ sơ quý vị về đi, quý vị đợi, thì tới lúc đó có thể là họ nghi cái hồ sơ quý vị và có thể họ đi điều tra. Còn nếu mà quý vị phỏng vấn xong và cái người nhân viên họ nói cái hồ sơ này cho tôi sẽ chấp thuận nhưng mà tôi cần có thời gian á, thì cái này cũng tùy. Nếu mà sau cái đó trong vòng 2 tới 4 tháng, từ 2 tuần tới 4 tuần sau đó mà quý vị chưa nhận được cái thẻ xanh hoặc chưa nhận được giấy tờ gì thì cũng có thể rằng là cái hồ sơ đang bị điều tra, hoặc cũng có thể là họ hơi chậm một chút thôi, nhưng mà nó sẽ rất là tùy giống như cái nội dung của cái người phỏng vấn họ nói cho quý vị sau khi cuộc phỏng vấn. Một là chúng tôi chưa chấp thuận được bởi vì chúng tôi đang cần phải coi hồ sơ, hoặc hai họ nói là ok rồi nhưng mà phải đẩy lên cho bên người quản lý trực tiếp để họ duyệt lại á, thì tới lúc đó cơ hội nó sẽ khác thay vì cái câu trả lời đầu. Nguyễn Hoàng Vinh Nguyễn cho hỏi mẹ em chưa có quốc tịch, mẫu hồ sơ bảo lãnh con trai ruột, chưa có gia đình thì khoảng bao lâu? Và như vậy là diện hồ sơ gì? Diện hồ sơ người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thì đợi cỡ gần gần 7 năm 10 tháng. Có người nói rằng là nghe cái tin mà bài thi quốc tịch sửa đổi gay go đó thì thấy lo lắng quá. Vì người Khanh Việt cũng Nam lo luôn. thường lớn tuổi, ít tiếp xúc giao tiếp nên trình độ sinh ngữ tiếng Anh chậm và kém nên phần thi này Đúng rồi. dễ bị rớt. Cảm Cái ơn đó Khanh cũng rất là lo luôn. bạn Tuyết Đào. Bạn Hải Trần hỏi là thi quốc tịch có thi tiếng Việt không, thì nãy mình cũng mới có trình bày. Nó có nhưng mà nó Trong rất khó ba khăn. ngoại lệ đó, quý vị phải có một trong ba ngoại lệ, quý vị có thể xin và tin thi bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị. F2A dời ngày dữ lắm phải không thưa luật sư? Không phải là dời ngày mà nó đứng, nó chậm lại, nó đứng, nó không có nhích tới. Tại ví dụ tháng tháng 7 này á, là họ nói họ duyệt tới ngày 22 tháng 9 2015, thì cái bản cho tháng 6 vừa rồi cũng nói là họ duyệt tới ngày 22 tháng 9 2015, có nghĩa nó không xê dịch.
Và nếu mình coi tháng 4 á, là họ cũng nói là họ mới duyệt tới 22 tháng 9 2015, có nghĩa 4 năm tháng rồi họ không xê dịch cái ngày ưu tiên chút nào cả. À, xin hỏi cái hồ sơ nó gửi cho mình mà nó có cái câu này thì phải chờ bao lâu? Case is being actively reviewed. Khanh không biết cái hồ sơ quý vị gửi là như thế nào, và actively review đây có nghĩa rằng là họ đang duyệt thôi, còn về vấn đề đợi bao lâu thì cái đó Khanh không trả lời được với những thông tin quý vị đang đưa. Nếu quý vị đưa cụ thể hơn thì Khanh có thể đoán được, nhưng ngoài ra như vậy thì Khanh chịu thua. Dạ, trường em đang học đã phát hành I-20 cho người phụ thuộc của em được 6 tháng. Nay tiến hành làm thủ tục visa cho người phụ thuộc này. Cần xin lại cái I-20 mới hay không? Cái I-20 thông thường nó sẽ tốt cho nguyên cái thời gian của của quý vị, có nghĩa là người chính đó. Còn nếu mà cái I-20 nó chỉ có hạn cho 6 tháng thôi, thì tới lúc phỏng vấn quý vị nên nói trường cấp lại cái I-20 mới để mà đưa cái người phụ thuộc của quý vị đưa vào cho lãnh sự để họ coi luôn. Dạ. Đang trong diện bảo lãnh mà làm hồ sơ đi du lịch có được không? Được chứ, nhưng vấn đề nó sẽ tùy theo quý vị có cái gì để níu kéo chân của quý vị lại ở Việt Nam. Tại Khanh biết có rất nhiều người người ta có hồ sơ bảo lãnh rồi, họ vẫn có thể xin visa đi du lịch được. Nhưng mà giống như Khanh nói, tình trạng của quý vị giống như tình trạng tùy thân, có nhà, có gia đình hay không, có con cái hay không, có công ăn việc làm hay không, có sở hữu tài sản hay không, có những gì để mình níu kéo quý vị về Việt Nam hay không, nó rất là quan trọng. Nếu mà mình chứng minh được hết những cái đó, những cái rễ, cái cội rễ của mình bên Việt Nam thì just, với lại mình đã đi nước ngoài rất là nhiều lần rồi mà mình chưa bao giờ vi phạm, thì just cái cơ hội được cái visa đi du lịch rất là cao. Chồng tôi bảo lãnh con nhỏ sang Mỹ vừa rồi, dẫn con nhỏ đi làm hộ chiếu, người ta phát cho cái tờ đơn DS-3053 cho mẹ không có mặt để ký vào. Xin hỏi có phải tờ giấy này là người mẹ ở Việt Nam hẹn lịch với lãnh sự quán ở Việt Nam để đến đó ký trước mặt viên chức, đúng không? Đúng rồi, tại vì cái DS-3053 là có nghĩa là cho một cái người mà không có mặt để mà điền đơn cho những cháu dưới 14 tuổi. Và quý vị sẽ lấy cái đơn này, quý vị lấy cái hẹn với bên lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đại sứ quán ở Hà Nội á. Quý vị vào để mà họ đóng cái dấu công chứng của họ vào. Rồi xong quý vị đẩy cái lá thư này về cho người chồng để mà người chồng nộp cho bên Bộ Ngoại giao bên Mỹ để mà xin cái hộ chiếu cho cháu. Dạ, Nguyễn Ngọc Điệp xin hỏi tôi muốn diện F4 đã nộp 2012, chừng nào được lên? F4 2012 thì còn lâu, tại vì bây giờ F4 họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 4 2007, quý vị còn có 5 năm mấy tháng nữa. Dạ, cũng liên quan tới F4, ta hỏi là anh chị em bây giờ chờ bao lâu? Anh chị em bây giờ sẽ đợi gần đâu 15 năm, 10, 16 năm chứ lộn, 16 năm thay vì 15 năm, 14 năm Dạ. trước, bây giờ 16 năm. Tôi muốn đi diện lao động phổ thông làm cách nào? Quý vị nên có một công ty sẵn sàng đại thọ cho quý vị cái labor certification, có nghĩa là cái chứng chỉ lao động đó. Thì trước hết là quý vị cần phải có công ty đó đã, công ty đó làm cái labor certification xong, sau đó họ mới làm cái đơn I-140 cho quý vị, và sau đó quý vị cũng có thể xin định cư được. Mẹ bảo lãnh con nhưng người con mất trí, chỉ thỉnh thoảng quên, tức là mất trí nhẹ, thỉnh thoảng quên thì có đi được không? Được chứ, cái vấn đề mất trí không ăn nhầm gì ạ. Vấn đề mà quý vị chứng minh huyết thống được là xong rồi. Visa B1, B2 hết hạn là ngày 24 tháng 6 năm nay, nộp xin gia hạn cái thời hạn lưu trú đó thì được duyệt cho tới ngày 15 tháng 9. Vậy phải rời nước Mỹ trước cái ngày 15 tháng 9 hay được lưu trú 6 tháng tới ngày 24 tháng 12? Trước hết đó là quý vị hỏi nó hơi kỳ. Cái visa quý vị hết hạn không có nghĩa lý gì cả. Trước hết là quý vị đã vào nước Mỹ từ lúc nào? Tại vì với cái visa đi du lịch, tổng thời gian quý vị có thể ở Mỹ là 1 năm thôi. Có nghĩa rằng là ví dụ quý vị đợi một ngày trước khi visa hết hạn quý vị vào Mỹ, thì Mỹ vẫn cho quý vị ở 6 tháng. Và sau đó nếu mà quý vị muốn xin gia hạn thêm nữa, quý vị có thể xin gia hạn và Mỹ sẽ cho 6 tháng nữa. Còn sau đó quý vị muốn ở lại nữa thì không được nữa rồi, tại vì tổng thời gian là chỉ có 1 năm thôi. Nên vì vậy quý vị coi lại cái tình trạng quý vị ở, quý vị vào Mỹ với cái visa du lịch ngày nào, tháng nào, năm nào, quý vị cứ tính hết 1 năm đi. Và ví dụ quý vị xin gia hạn sớm quá và sở di trú họ cho, ví dụ là họ chỉ cho quý vị tới cái tháng thứ 9 rồi, thì quý vị có thể xin gia hạn thêm 3 tháng nữa cho đầy đủ 1 năm. Còn ngoài ra là thông thường cái sự việc này nó không xảy ra đâu, quý vị sẽ có 6 tháng rồi quý vị mới xin gia hạn thêm 6 tháng nữa. Nên vì vậy ở đúng 1 năm thôi. Visa mà du lịch muốn gia hạn thì cần liên hệ cơ quan nào ở Mỹ? Nếu ngôn ngữ giao tiếp hạn chế thì có thể nhờ luật sư người Việt hỗ trợ không?
Dạ được chứ, quý vị có thể nhờ bất kỳ ai mà biết làm cái này để mà hỗ trợ, một là luật sư, nếu tí quý vị muốn tự làm cũng được, và cái bộ phận quý vị sẽ liên lạc và làm với là bên USCIS, nó sẽ có cái đơn nó gọi là cái I-539 application to extend or change status, có nghĩa là cái đơn để xin đổi hoặc gia hạn cái tình trạng của mình bên Mỹ. F4 giải quyết tới ngày nào? Hồi nãy mình có nói rồi phải không, luật sĩ Khanh? Dạ, F4 giải quyết tới ngày 22 tháng 4 2007 ạ. Xin hỏi là cho xin điện thoại cách liên lạc với luật sĩ Khanh được không ạ? Quý vị có thể liên lạc với Khanh qua email, qua địa chỉ là khanhtphạmlawfirm@gmail.com, và nếu mà có cần nhắn tin đó, thì Khanh có cái số Viber 832-877-5080, nhưng mà quý vị gọi thì Khanh sẽ không trả lời. Quý vị nên nhắn cái thông tin rõ ràng quý vị cần hỏi gì, và nếu mà Khanh thấy Khanh trả lời được nhanh cho quý vị thì Khanh sẽ trả lời. Còn nếu mà quý vị cần chi tiết hơn thì quý vị báo cho Khanh biết. Còn ngoài ra những cái gì mà quý vị có thể muốn để trả lời nhanh nhất và trực tiếp nhất thì coi chương trình với Khanh và chị Trà My. Cái Tối đó thứ là năm nhanh mỗi nhất và tuần. trực tiếp nhất luôn. Tối thứ năm mỗi tuần nha quý vị. Xin hỏi là vụ diễn F2A bị lùi ngày đó, xin nói rõ một chút xíu. À, không phải F2A lùi ngày, F2B không tiến tới chứ không phải lùi ngày. Muốn bảo lãnh anh chị em bạn đi du lịch Mỹ có được không? Quý vị có thể viết lá thư mời chứ không phải là bảo lãnh. Cái lá thư mời này có thể là quý vị điền cái đơn I-131, cái nó gọi là cái Affidavit Support for Non-Immigrant Visa, có nghĩa là cái đơn bảo trợ tài chính cho những cái hồ sơ không định cư. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể viết lá thư mời và làm cái đơn đó để mà nói rằng là nếu mà cái người này qua, quý vị sẽ lo chi trả hết. Thì quý vị có thể làm, nhưng mà không có đồng nghĩa rằng là cái hồ sơ này nó sẽ được đậu. Và nên vì vậy mình có thể làm, nhưng mình nó không không có khả thi là nó sẽ đậu. Nó sẽ tùy, vấn đề đậu hay không sẽ tùy theo cái người mà quý vị giúp đó, cái cơ sở, cái rễ của họ có đầy đủ hay không. Chứ nếu mà cái người đó trẻ quá, không có công ăn việc làm, không có gia đình, thì quý vị muốn mời đâu đi đâu cũng không thành công đâu. Em chuẩn bị cưới vợ, nhưng vợ còn 1 năm nữa mới thi quốc tịch thì nên bảo lãnh luôn hay chờ lúc vợ đậu quốc tịch mới bảo lãnh? Em diện B1 B2, em sang diện B1 B2. Tùy. Nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể làm cái đơn I-130 thôi, thay vì làm cái đơn xin thẻ xanh luôn, tại vì quý vị chắc chắn sẽ ở quá hạn rồi. Thì cái I-130 đó quý vị có thể làm ngay lúc này, và tới lúc mà người vợ nhập tịch xong, tới lúc đó mình có thể điền cái đơn I-485 và nâng cấp cái hồ sơ I-130 lên thành immediate relative, nếu quý vị muốn làm bây giờ. Còn nếu quý vị muốn đợi thì tốt nhất là đợi tới người lúc mà người vợ họ có quốc tịch thì bảo lãnh luôn thể. Còn nếu không, bây giờ làm cái I-130 cũng được, rồi xong làm cái I-485 khi mà người vợ trở thành người có quốc tịch Mỹ. Xin hỏi thời hạn 45 ngày trước khi hết hạn đó là chỉ dự phòng hay là bắt buộc? Nếu có thể mình nộp đơn sớm hơn cho yên tâm thì có được xem xét không? 45 ngày là Khanh, cái ngày gì Khanh không hiểu ạ. Quý vị nói cụ thể hơn đi. 45 ngày chắc là từ thẻ xanh qua quốc tịch phải nộp trước Không, 45 ngày không? không, 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 không. Thẻ xanh qua quốc tịch không bao giờ có cái thời hạn 45 ngày cả chị. Cho em hỏi, đã bị từ chối diễn L1 thì có ảnh hưởng tới kết quả của B1 hay không? Thông thường nếu mà thông tin quý vị đã điền đúng hết rồi thì thực tế là không, không có ảnh hưởng gì cả. Tại vì lúc mà họ từ chối cái L1, họ sẽ có lý do họ từ chối, bởi vì có thể quý vị không đầy đủ cái có nghĩa là cái điều lệ mà bên sở di trú họ cần á, để cho có cái L1 á. Và nếu mà sau này đối với những gì quý vị đã khai với sở di trú và quý vị khai đúng y hệt như vậy với cái B1, B2 thì hai hồ sơ nó không có liên quan gì tới nhau. Nó chỉ liên quan tới nhau nếu mà quý vị khai thông tin khác hoặc quý vị có khai gian lận thôi. Còn ngoài ra là hai cái hồ sơ đó, nếu mà L1 từ chối không có đồng nghĩa rằng là B1 cũng từ chối. Xin hỏi nếu thường trú nhân ở Mỹ 15 năm thì thi quốc tịch tiếng Việt có đúng không? Dạ không đúng chút nào luôn ạ. Tại vì để mà xin bằng tiếng Việt là quý vị phải ít nhất là giống như nãy Khanh nói ba cái ngoại lệ mà để mà thi bằng tiếng mẹ đẻ. Một là quý vị là 50 tuổi và có thẻ xanh hơn 20 năm. Hoặc hai, quý vị là trên 55 tuổi và có thẻ xanh hơn 15 năm. Và cái thứ ba là quý vị trên 65 tuổi và có thẻ xanh hơn 20 năm thì quý vị mới có thể thi bằng tiếng mẹ đẻ được. Còn nếu quý vị có thẻ xanh hơn 15 năm mà quý vị 40 tuổi à, cũng hoặc 45 tuổi, hoặc là 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 thì quý vị vẫn phải xin bằng tiếng Mỹ thôi.
Hồi nãy luật sư Khanh có nói là cái người phiên dịch phải là cái người không có liên hệ gì tới mình, thì ở đây có một người nói là tôi có người đi thi quốc tịch năm 2018, con gái của tôi đi phiên dịch cho tôi bình thường. Dạ, cái 2018 thì họ chưa bắt buộc quý vị cần phải làm mấy cái này. Nhưng mà tới lúc nếu mà cái người phỏng vấn họ mà hỏi, cái này cũng rất là tùy theo cái người phỏng vấn thôi. Cái người phỏng vấn họ mới hỏi, à cái người dịch cho quý vị là ai, nếu mà con cái họ có thể đẩy ra liền, họ nói không được. Nên vì vậy có nhiều lúc quý vị may, tại Khanh nói đây á, là cái luật nó nói như vậy, còn về vấn đề mình lọt được hay không, cái đó tùy theo người phỏng vấn và phải điền cái đơn để mà đi thông dịch nữa. Nên vì vậy để đối với Khanh á, lúc mà Khanh làm luật sư thì Khanh phải nói rằng là không được đưa người thân cận đi phỏng vấn, tại vì lúc mà tới đó mà người ta không cho, người ta đuổi ra là coi như là Khanh đánh đủ. Nên vì vậy quý vị tự làm, yes, quý vị lấy cái sự rủi ro đó, nếu mà đạt được thì thoải mái, cái đó tốt cho quý vị thôi, còn nếu không thì phải nhờ người không liên quan để đi thông dịch. Dạ, xin hỏi duyệt doanh nhân khoảng bao lâu, bao nhiêu, thủ tục có dễ không? Khanh cũng không biết diện doanh nhân quý vị đang nói như thế nào, có rất nhiều cách doanh nhân ạ, nên quý vị có thể nói cụ thể hơn thì Khanh mới trả lời được. Dạ, con thi quốc tịch 3 tháng rồi mà chưa gọi tuyên thệ, bao lâu mới được tuyên thệ? Cái này nó sẽ tùy theo giống như Khanh nói, lúc mà con quý vị thi quốc tịch đã đậu hết chưa, nếu mà đậu rồi thì tùy theo quý vị, con quý vị đang ở đâu. Và nếu mà Khanh có nói ngay lúc nãy, nếu mà hơn một tháng rồi đó mà chưa gọi đi tuyên thệ thì có thể, một là hồ sơ quý vị đang có vấn đề, hoặc hai nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể gọi cái số 1800 của sở di trú, nói là tại sao lâu quá tôi chưa có ngày đi tuyên thệ, thì để coi họ trả lời như thế nào. Hiện nay F4 đang chờ giải quyết năm nào, nãy mình có nói rồi ha. Dạ. Câu hỏi của một người khác. Quý vị có thể xem lại để mà có những cái nội dung mà mình quan tâm ha. Cho em hỏi bảo lãnh F2B ngày ưu tiên. Tháng 7 năm 2016 em phải chờ bao lâu? Nếu mà tháng 7 2016 thì thực tế ngay lúc này quý vị đã có thể làm việc với bên trung tâm thị thực rồi, và quý vị chắc còn phải đợi cỡ, nếu Khanh đoán cỡ hơn năm nữa, tại vì trước hết là cái ngày ưu tiên của F2B 4 5 tháng rồi, nó không có dứt, nó vẫn dậm chân đúng một chỗ. Và bây giờ họ dự tới ngày 22 tháng 9 2015, mà Khanh cứ đoán, vì Khanh chỉ đoán một năm là Khanh cứ đinh ninh rằng có thể tháng tới nó sẽ nhích. Còn nếu mà tháng tới nó vẫn duy trì như vậy thì có thể cái thời gian quý vị đợi sẽ lâu hơn nữa. Vì chương trình đã quá thời gian quá dài rồi mà câu hỏi quá nhiều đó, nên Trà My cũng rất là tranh thủ. Câu hỏi nào mà nó tương tự nhau đó thì xin quý vị coi lại, tại vì đã trả lời cho người kia rồi thì nó liên hệ tới mình coi lại thì mình sẽ có cái thông tin đó. Dạ, xin hỏi là con bị mất trí mà mẹ bảo lãnh con đó, thì cái người con đó có được miễn phỏng vấn hay không? Phỏng vấn thì vẫn phải có, nhưng mà vấn đề là cái người phỏng vấn họ sẽ cân nhắc những cái câu hỏi mà họ cần phải hỏi. Nhưng mà ví dụ con quý vị bị mất trí mà quý vị muốn phỏng vấn bình thường, quý vị phải nộp giấy tờ trước, những cái giấy tờ về bệnh tật của con quý vị cho bên lãnh sự luôn, để mà lãnh sự họ biết. Còn nếu không họ sẽ đinh ninh rằng là người này rất là bình thường. Dạ, hôn phu chênh lệch tuổi rất nhiều thì có khó khăn hơn bình thường không? Chênh lệch hơn 10 năm là sở di trú họ đã nói rằng cái cuộc hôn nhân này có thể là giả rồi, chỉ là hơn 10 năm thôi nhé. Còn về vấn đề khó hay không, nó sẽ tùy theo giấy tờ quý vị có bằng chứng những gì về cái cuộc hôn nhân của quý vị. Dạ, visa du lịch có thời hạn 1 năm theo quy định, chỉ được lưu trú ở Mỹ tổng cộng 60 ngày, mỗi lần lưu trú không được quá 30 ngày, đúng hay sai? Sai hoàn toàn. Cái visa du lịch quý vị có thể ở Mỹ tổng cộng 1 năm, mà cứ 6 tháng một lần. Loan Vân cho hỏi em muốn đổi tên trong quốc tịch có được không và dùng đơn gì, bao nhiêu tiền? Dạ được chứ. Nếu mà quý vị đang trong cái lúc mà quý vị điền đơn N400 á, thì nó sẽ có một cái bộ phận nó hỏi là quý vị có muốn đổi tên hay không. Và quý vị là lúc mà đi thi xong, lúc mà tuyên thệ là cái người có sẽ có người quan tòa đó cho cấp cái giấy cho quý vị đổi tên mới luôn. Còn nếu quý vị đã trở thành người thường trú nhân, người có quốc tịch rồi và quý vị muốn đổi tên á, thì quý vị phải điền với cái đơn với bên cái quận, cái tòa district clerk của cái nơi quý vị ở. Thì có nghĩa là trong cái quận quý vị nó sẽ có một cái tòa nó gọi là district courthouse á, thì mình điền với những cái quan tòa đó để mình đổi tên. Còn cái cơ hội để mình đổi với sở di trú là ngay lúc mình điền đơn xin nhập tịch, thì sẽ có cái chỗ trong cái đơn N400, cái hình như trang thứ hai thì phải, có nói rằng là quý vị muốn đổi tên không, và nếu có thì muốn đổi tên thành cái gì. Lúc mà thi quốc tịch thì là một cái cơ hội đổi tên rất là dễ dàng rồi, nhưng mà Dạ đúng rồi. thi quốc tịch xong hết rồi sau này tự nhiên đổi ý muốn có đổi tên ba thì có ba cách để thay đổi tên nhé. Một đó là, ô xin lỗi, bốn cách, nếu mình xin bên Mỹ thì mình có thể, thôi, nó là ba cách. Một là lúc nhập tịch, hai lúc mình lấy vợ lấy chồng, ba là mình xin với quan tòa
của District Court đó, ba cái cơ hội đó để đổi tên, một một lần nữa lúc mà xin nhập tịch, hai lúc cưới vợ, lấy chồng lấy vợ, lúc mà mình làm cái marriage license đó, mình có thể trên thông thường là người vợ đổi tên, cũng có nhiều lúc người chồng đổi tên lấy theo người vợ nữa tùy. Còn cái thứ ba là qua quan tòa của quận. Qua quan tòa nó có khó khăn hơn không luật sư? Ví dụ là một người đã lấy lập gia đình Không rồi, chị, có quốc đơn tịch giản rồi. lắm, rất là đơn giản, qua quan tòa rất là đơn giản. Nếu mà mình là người lớn mà mình muốn đổi tên rất là đơn giản luôn. Nhưng mà thật sự ra là tất cả cái tên tuổi mình đứng tên đứng nhà nhà băng rồi tiền điện tiền nước tùm lum hết đổi thì phải đổi hết Cái hay đó sao? thì nó rườm rà, nhưng mà vấn đề À. mình nói về thủ tục đổi thì rất là đơn giản. Còn về Tòa vấn thì đề cho đổi rất nhanh. À. đúng, cái quá trình mình thay đổi với tòa, nếu mà mình muốn làm mình có thể làm trong vòng 2 tuần cũng được, rồi xong cũng trong vòng 2 tuần cũng xong. Nhưng mà cái này nó sẽ tùy nhé, tại vì có nhiều lúc quan tòa họ hỏi rằng mình đổi tên, trong cái đơn mà mình xin đổi tên mình nói là tôi đổi tên không phải vì tôi trốn nợ, không phải vì tôi trốn cái vấn đề tôi bị lịch sử tiền án nên tôi muốn trốn. Nếu vì vậy lúc mà đổi tên mình phải làm một cái fingerprint check với bên FBI á, thì mình lấy cái Lăng fingerprint tay. check đó mình đẩy về cho bên quan tòa, mình nộp cho quan tòa mới chịu. Để mà nói chung rằng là mình không có phải đi trốn nợ hoặc này nọ đó, thì tới lúc đó quan tòa mới chịu ký. Nên một người ví dụ giống như Khanh, Khanh mà làm đó, thì trong vòng cỡ 2-3 tuần Khanh sẽ ok. Có Nhưng cái nhiều rắc người khác rối của đó Khanh. là sau khi đổi tên là phải đổi hết Đúng giấy rồi. tờ tất cả rồi rắc Thì rối tới lắm lúc đó chứ. mình lấy cái giấy của quan tòa chấp thuận cho mình đổi tên, mình bắt đầu mình đi dơ hết cho những nơi mình cần phải đổi tên, giống như cái chỗ đóng thuế nhà, xong với bên ngân hàng, với bất kỳ những nơi nào khác. Dạ. Ví dụ mình đã nhập tịch rồi thì mình phải điền đơn với sở di trú để lấy lại cái giấy nhập tịch Trời mới. ơi, khổ Rất quá. là Dạ thì thôi chắc thôi khỏi đổi đi cho chắc ăn phải không ạ? Dạ, thời gian quá rồi. Một câu nữa của Nguyễn Xu là chồng quốc tịch bảo lãnh vợ hiện nay chờ bao lâu để chấp nhận hồ sơ? Bao lâu được phỏng vấn? Về vấn đề chấp nhận cái I-130 á, thì cỡ năm, trước đây cỡ 6 tháng nhưng bây giờ cỡ năm, có thể hơn năm một chút. Còn về vấn đề từ lúc chấp nhận xong tới lúc quý vị qua, nó sẽ tùy theo quý vị làm việc với trung tâm thị thực bao nhanh, nhưng mà tổng thời gian là cỡ năm rưỡi. Câu trả lời vừa rồi cũng kết thúc chương trình ngày hôm nay. Mình cũng đã vượt qua hơn một tiếng đồng hồ vừa tìm hiểu chủ đề mới, tức là bài thi quốc tịch sắp tới sẽ có chỉnh sửa khó khăn hơn, nội dung chỉnh sửa như thế nào, bao lâu nữa thì áp dụng, thì nãy giờ chúng ta đã trình bày cho quý vị những cái chi tiết rất là rõ ràng để mà quý vị có thể chuẩn bị trước cho mình nếu như quý vị đang nằm trong trường hợp sắp sửa thi quốc tịch Mỹ. Còn những câu hỏi cá nhân trong chương trình ngày hôm nay, Trà My cũng thấy là cũng trả lời được khá nhiều rồi, đại đa số cũng đã giải quyết hết rồi. Nếu mà quý vị nào từ phút này mà bỏ thêm câu hỏi thì chúng tôi xin hẹn quý vị lại tuần tới. Chương trình tối thứ năm mỗi tuần trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hỏi đáp di trú sẽ mang đến cho quý vị thông tin về di trú Mỹ và giải đáp trực tiếp ngay lập tức, tương tác tức thì với khán giả để giải đáp cho quý vị những thắc mắc mà quý vị đang chờ đợi, đang lo lắng hoặc là đang hồi hộp. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Ở đây Trà My có nhận được những cái lời khích lệ và những cái lời chào hỏi, động viên cũng như là những cái lời khen dành cho luật sư Khanh nữa. Cảm ơn quý vị thật là nhiều và cảm ơn luật sư Khanh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã thức khuya hoặc là đã chuẩn bị đi ăn trưa để coi chương trình của Khanh với chị Trà My, và cảm ơn chị Trà My đã host chương trình này rất là chuyên nghiệp. Khanh thì không chuyên nghiệp bằng chị, nhưng mà cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn quý vị. Cảm ơn luật sư Khanh, cái sự chuyên nghiệp này thì phải học hỏi từ luật sư Khanh chứ, để tài ăn nói của phóng viên sao mà bằng luật sư được phải không ạ? Dạ, và mong quý vị rất là thông cảm nhiều khi chúng tôi trong chương trình ngắt lời lẫn nhau là vì thứ nhất là để tiết kiệm thời gian, thứ hai nữa là để cái trọng tâm của cái chủ đề đó nó không có đi lạc lối, thành ra để phục vụ quý vị tốt nhất có thể thì đôi khi mình cũng phải có những cái bước rẽ ngoặt để mà du di thời gian cho nó thuận tiện cho tất cả mọi người, tại vì cái danh sách chờ đợi trả lời câu hỏi nó quá nhiều đó quý vị. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, mong quý vị thông cảm. Cảm ơn luật sư Khanh một lần nữa. Chúng ta hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần tới, xin quý vị chờ đón chương trình tối thứ năm với luật sư di trú Khanh Phạm nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị. Kính chào chị và kính chào quý vị. Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.